Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1851, lặng lẽ lẻn vào hạ. 1. Ba cái cung điện này, đều cao 6-70 mét, ở trong kiến trúc bốn phía, như hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Thí độc điện, tỷ thí điện, tàng thư điện, hai cái trước, thường xuyên dùng độc, coi như quét sạch, cũng sẽ lưu dấu vết. Tàng thư điện bất đồng, bên trong tất cả đều là thư tịch, có lẽ sạch sẽ nhất. Thí độc điện dùng để thí nghiệm độc dược mới luyện chế, coi như tìm được giải dược có thể trung hòa, cũng sẽ lưu dấu vết, tỷ thí điện cũng kém không nhiều lắm, độc sư va chạm, các loại độc vật bốc lên, chướng khí mù mịt, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm khó có thể giải quyết, coi đây là phán đoán, muốn tìm được tàng thư điện, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Trong lòng khẽ động, nhìn kỹ ba đại điện đường. Minh Lý Chi nhãn chiếu xuống, tình huống cung điện xuất hiện, hai cái trong đó, độc vật bốc lên, làm cho người ta có cảm giác đục ngầu. Hẳn là cái kia. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền không có do dự quá nhiều, thân thể nhảy tung, thẳng tắp bay tới cung điện thanh tịnh nhất. Cái kiến trúc này, so với hai cái trước càng cao hơn, mang theo trầm trọng chi khí, chung quanh bố trí trận pháp cực kỳ cường đại, xem ra không có thủ lệnh đặc thù mà nói, rất khó tiến nhập. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Đổi lại trước lúc học tập trận pháp bí tịch, khả năng hoàn toàn không có cách nào, bất quá bây giờ đối với trận pháp nghiên cứu đã không kém gì trận pháp sư thất tinh, cộng thêm Minh Lý Chi nhãn, tìm được lỗ thủng trong đó, không phải là việc khó gì. Hai mắt sáng ngời nhìn sang, không lâu sau, quả nhiên cho hắn tìm được một lỗ thủng không lớn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào. Cho dù vu hồn vô hình vô chất, mắt thường không cách nào phân biệt, nhưng mà trận pháp hội tụ linh khí, tiến nhập trong đó, rất dễ dàng cải biến khí tràng chung quanh, từ đó bị phát hiện. Vì vậy, muốn đi vào trong đó, còn cần cẩn thận một ít. Dọc theo lỗ thủng trận pháp, đi vào trong, chỉ chốc lát liền đi vào trước mặt tàng thư điện. Cách đó không xa có hai độc sư thánh vực nhất trọng trông coi, Trương Huyền sớm tính toán tốt lộ tuyến hành tẩu, cũng không có gây nên sự chú ý của đối phương, xuyên thấu qua khe hở đại môn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào. Tầng 1 của đại điện xếp đặt rất nhiều giá sách, rậm rạp chằng chịt thư tịch, đập vào mi mắt đều là về độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc đạo chân giải, 36 loại phương pháp dùng độc của Thanh Nguyên Tử, giải độc công lược, cơ sở độc công. Các loại thư tịch tầng tầng lớp lớp, vô số kể, toàn sách là sách. Những thứ này là độc điện thành lập trên vạn năm tới nay, vô số độc sư tiêu phí tâm huyết sáng tác thành, có chính xác, có sai lầm. Đối với người khác mà nói, không dám nhìn toàn bộ, để tránh rối loạn tư duy, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Thân thể nhoáng một cái, tìm một vị trí thoải mái nhất. Bắt đầu. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn sang từng dãy thư tịch. Rầm rầm. Từng quyển thư tịch bị thu vào trong đầu, loại trừ giả dối giữ lại chân thật, chậm chạp tạo thành thiên đạo công pháp không có thiếu sót. Một lúc lâu sau, thư tịch tầng thứ nhất đã bị ghi chép sạch sẽ. Đây là phương pháp tu luyện độc sư nhất tinh. Nhìn thoáng qua độc công hình thành, Trương Huyền đi lên lầu. Tàng thư điện này bố cục, có chút tương tự danh sư học viện, một tầng đối ứng nhất tinh, cấp bậc không có đạt tới, không cho phép quan sát cấp bậc sau. Tuy nội dung độc sư nhất tinh, nhị tinh, ban đầu ở Thanh Liên Sơn Mạch liền học qua, nhưng mà nơi đây số lượng thư tịch rõ ràng càng thêm phong phú, dù sao cũng đã đến một chuyến. Không quan tâm lãng phí chút thời gian a. Lại nói, trong một ít thư tịch không quan trọng, có lẽ ghi lại phương pháp cứu chữa Ngụy Như Yên, bởi vậy, không có chút chủ quan nào, lần lượt nhìn sang. Rất nhanh, nội dung tầng thứ hai cũng ghi chép sạch sẽ. Ngay sau đó lên tầng thứ ba. Phu hồn của hắn lặng lẽ tiềm nhập tàng thư điện, quan sát thư tịch, chỗ tiểu viện của nhục thân, đã gây nên sóng to gió lớn. Chứng kiến trên cây treo đám người đoàn sư huynh, không ít độc sư đều lạnh run, có chút hoảng sợ. Vốn tưởng rằng gia hỏa vừa tới kia, gặp được nhiều độc sư như vậy, sẽ tùy ý xâm lược, không dám nhiều lời, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ là rồng qua sông, sinh mãnh rối tinh rối mù. Vừa ra tay liền đánh ngất đoạn nhân sư huynh cường đại nhất trong bọn họ rồi. Nhanh đi bẩm báo Minh Chân Phó Điện Chủ. Trong đám người không biết người nào hô lên. Tốt! Kèm theo một tiếng thấp giọng hô. Một người vội vã chạy tới một phương hướng. Minh Chân Phó Điện Chủ, là độc sư thất tinh, càng là lão sư của Đoạn Nhân sư huynh, người sau dám liều lĩnh như thế, đúng là dựa vào địa vị của hắn, hiện tại bị một gia hỏa vừa tới đánh ngất xỉu,
chỉ sợ vị phó điện chủ này sẽ giận dữ. Một đường bay nhanh, không lâu sau, đi vào chỗ ở của phó điện chủ, đang muốn tiến nhập, đã bị người ngăn trở. Phó điện chủ đang cùng tất cả trưởng lão nghị sự, có chuyện gì, kính xin thông báo. Hộ vệ mặt không biểu tình. Cùng trưởng lão nghị sự. Sửng sốt một chút, vị độc sư này mới nhớ tới, hôm nay là thời gian phó điện chủ cùng trưởng lão nghị sự, trần chờ một lát. Đoạn nhân sư huynh bị người đánh, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Đoạn nhân bị đánh. Hộ vệ sững sờ. Vâng, người này tên Tôn Cường, là hứa trưởng lão mang đến. Độc sư không dám giấu giếm. Tốt, ta đi vào bẩm báo. Biết rõ đoạn nhân là đệ tử Minh phó điện coi khí trọng nhất, gần đang định đề bạt trở thành trưởng lão, hộ vệ không dám chần chờ, vội vã đi vào. Chỉ chốc lát lần nữa trở về, vẫy vẫy tay. Phó điện chủ cho ngươi đi vào. Nhẹ gật đầu, vị độc sư này đi vào trong. Đi vào trung tâm phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được rụt cổ một cái. Chương 1852, lặng lẽ lẻn vào hạ. 2. Trong phòng, không chỉ có Minh phó điện chủ, hai phó điện chủ khác cũng ở đây, càng có 20 vị trưởng lão lục tinh đỉnh phong ngoại trừ hứa trưởng lão, tiết trưởng lão. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy hắn tiến đến, Minh phó điện chủ nhìn lại, ánh mắt như điện, mang theo uy áp. Vị Minh phó điện chủ này, niên kỷ khoảng 60 tuổi, tròm râu trên mặt hiện lên hoa râm, bận hắc y, phối hợp sắc mặt âm lãnh, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Là như thế này. Độc sư vội vàng nói tình huống nhìn thấy một lần. Người nói người hứa du mang đến, không nói hai lời, liền kích thương đoạn nhân. Ánh mắt Minh phó điện chủ nheo lại. Vâng. Độc sư gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Một gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện, dám ở độc điện tìm phiền toái. Thật sự là to gan. Hàn quang lóe lên, Minh phó điện chủ cười lạnh. Dẫn ta đi tới, ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng là hạng người gì, người nào cho hắn lá gan, dám xuất thủ với học sinh của ta. Vâng. Không dám nhiều lời, độc sư kia dẫn đầu đi ra ngoài. Minh phó điện chủ, vừa vặn chúng ta cũng không có việc gì, đã có náo nhiệt, không ngại cùng đi. Đúng vậy, người khác tới độc điện chúng ta, đều khẩn trương đến nói cũng nói không nên lời. Gia hỏa này lại dám trực tiếp động thủ, ta cũng muốn nhìn xem, rút cuộc là thần thánh phương nào. Còn dư lại hai vị phó điện chủ, cũng đồng thời đứng lên. Chúng ta cũng muốn nhìn xem, hứa du đi ra ngoài một chuyến, dẫn theo nhân vật lợi hại gì. Loại sự tình này, sao có thể thiếu ta? 20 vị trưởng lão khác cùng ánh mắt tỏa sáng, nở nụ cười. Rất nhiều độc sư của độc điện, chỉ có thể ở trên đảo này, nhiều năm trước tới nay. Sớm không có sự tình tươi mới để cho bọn họ chú ý, nếu như người mới tới này kiêu ngạo như thế, tự nhiên phải đi nhìn xem. Tốt, thấy hai vị phó điện chủ cùng tất cả trưởng lão muốn đi, Minh phó điện chủ cũng không cự tuyệt, khoát tay áo, theo sát độc sư báo tin tức ở sau lưng, đi đến chỗ ở của Trương Huyền. Rất nhanh đi vào trước mặt, quả nhiên thấy học sinh của mình cùng mấy thuộc hạ thê thảm treo ở trên cây, cốt cách vỡ vụn không biết bao nhiêu, thương thế nghiêm trọng. Đáng giận. Sắc mặt xanh mét, Minh phó điện chủ siết chặt nắm đấm. Đối phương biết rõ vị này là học sinh của mình, còn ra tay tàn nhẫn như vậy, rõ ràng không có để hắn vào mắt. Mở cửa. Sai người cứu tỉnh đoạn nhân, bản thân lại đi tới tiểu viện trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Minh phó điện chủ, Tôn độc sư nói. Đám người Lý Viên canh giữ ở bên ngoài viện, chứng kiến nhiều phó viện trưởng cùng trưởng lão như vậy, tất cả đều sợ choáng váng, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Như thế nào, lời của ta vô dụng. Nhướng mày, Minh phó điện chủ quát. Vâng. Biết rõ quyền uy của phó điện chủ không dung khiêu khích, Lý Viên đành phải mở cửa sân, vốn muốn sớm truyền tin cho Tôn Cường độc sư, hiện tại xem ra, không làm được. Hừ. Ánh mắt lạnh lùng, Minh phó điện chủ đi vào, hai vị phó điện chủ khác cùng tất cả trưởng lão, theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Gia hỏa đánh đoạn nhân thê thảm như thế, đến cùng là người như thế nào? Tiến nhập tiểu viện, rất nhanh liền chứng kiến một bóng người, khoanh chân ngồi ở trong sân, hai mắt nhắm nghiền, đang tu luyện. Người chính là Tôn Cường. Bản thân nhiều người đến như vậy, gia hỏa này còn có lòng dạ thanh thản tu luyện, ánh mắt không mở ra, sắc mặt của Minh phó điện chủ âm trầm đáng sợ. Nói xong, chờ đợi đối phương trả lời, lại phát hiện, gia hỏa cách đó không xa. Ánh mắt như trước không có mở ra, giống như cảm thấy bọn hắn không tồn tại. Càn rỡ,
ngươi có biết chúng ta là người nào không? Không nghĩ tới đường đường phó điện chủ lại bị khinh thường như thế, Minh Chân tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là độc sư thất tinh, địa vị tôn sùng, không đích thân nghênh đón thì thôi, mí mắt cũng không mở ra, quả thực kiêu ngạo tới cực điểm, không coi ai ra gì. Nhiều người như vậy tiến đến, âm thanh cực lớn, hắn không tin đối phương không hề phát hiện. Nếu thật như vậy, khẳng định đã sớm chết nhiều lần, làm sao có thể sống đến bây giờ? Vù vù. Quát lớn xong, đối diện như trước không có trả lời, giống như tên trước mắt ngủ rồi. Ngươi! Sắc mặt đỏ lên, Minh Phó Điện Chủ thiêu đốt lửa giận. Gặp qua kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, toàn bộ độc điện, ba vị Phó Điện Chủ, 20 vị trưởng lão đều đã đến, hô vài lần, lại có thể ngồi dưới đất, không thèm trả lời. Quả nhiên lá gan khá lớn, cho rằng có Hứa trưởng lão làm chỗ dựa có thể muốn làm gì thì làm, ta cũng muốn nhìn xem. Hứa trưởng lão có thể giữ được ngươi hay không? Nghẹn sắp bạo tạc nổ tung, Minh Phó Điện Chủ gào thét một tiếng, chân khí ở trong cơ thể tuôn ra, muốn xuất thủ. Hặc hặc, Minh Phó Điện Chủ, giáo huấn loại mặt hàng này, sao có thể để ngươi ộ uế tay? Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên, một vị trưởng lão đi tới. Chương 1853, Trương Huyền vô địch thượng. 1. Hoàng trưởng lão. Nhìn rõ ràng bóng người nói chuyện. Minh Điện Chủ trần trừ một chút, nhẹ gật đầu. Đường đường Phó Điện Chủ, độc sư thất tinh xuất thủ đối phó một khách nhân của trưởng lão, truyền đi hoàn toàn chính xác có chút lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh lấn yếu, Hoàng trưởng lão nguyện ý thay mình ra tay, tự nhiên tốt nhất. Vị Hoàng trưởng lão này, thực lực không kém gì Hứa Du, tu vi đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đối với độc lý giải cũng là lục tinh đỉnh phong, thực lực như thế, giáo huấn gia hỏa này, tất nhiên là dư xài. Ngươi gọi Tôn Cường đúng không? Chúng ta nhiều người như vậy tới đây, ánh mắt cũng không mở ra, hoàn toàn chính xác đủ kiêu ngạo. Bất quá người kiêu ngạo thông thường đều chết tương đối nhanh. Cho ngươi ba tức, lập tức quỳ xuống xin lỗi Minh Điện Chủ, còn có cơ hội sống, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đạt được đáp ứng, Hoàng trưởng lão tiến về phía trước một bước, nhìn Tôn Cường, ánh mắt nheo lại. Ba cái hô hấp sau, ánh mắt đối phương như trước không có mở ra, giống như chết rồi. Cho mặt không biết xấu hổ, ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi có phải xứng loại cuồng vọng này hay không. Thấy đối phương không để ý tới hắn, bản thân giống như kẻ tiểu nhân nói chuyện với tấm gương, Hoàng trưởng lão giận dữ, bàn tay mở ra, mãnh liệt cầm về phía trước. Ầm ầm, chân khí dọc theo năm ngón tay kích xạ ra, như thiên nữ tán hoa, vô số độc phấn bao phủ trung niên nhân phía trước. Xì 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 xì, độc phấn còn chưa tới trước mặt. Hoa cỏ trong nội viện liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, biến thành màu đen, như là than. Vâng, nhất tiếu tiêu diêu tán. Một vị trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Nhất tiếu tiêu diêu tán là dược vật Hoàng trưởng lão chuyên môn nghiên chế, thánh vực nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần ngửi một cái, thời gian mỉm cười một cái sẽ tử vong, cực kỳ đáng sợ, ở trong tất cả trưởng lão cũng tiếng tăm lừng lẫy, làm cho người kiêng kỵ. Không sai. Thấy có người nhận ra. Hoàng trưởng lão đắc ý nhẹ gật đầu. Thuốc bột này, đúng là kiệt tác lợi hại nhất của hắn, đối phương đã không biết điều như vậy, vậy trước tiên độc đến hắn sinh tử không do bản thân khống chế. Rầm rầm. Thời điểm nói chuyện, thuốc bột rơi xuống trên người, Tôn Cường, như rơi xuống một tầng xương trắng. Nhất tiếu tiêu diêu tán, có thể xuyên thấu qua làn da rót vào trong cơ thể, coi như ngừng thở cũng vô dụng, trên thân dính nhiều như vậy, da hỏa này đã xong, thần tiên khó cứu. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, một trưởng lão nhịn không được lắc đầu. Kịch độc lợi hại như thế, đừng nói hô hấp, coi như khoảng cách rất xa dính vào, cũng sẽ bị độc chết. Hoàng trưởng lão ném ra nhiều như vậy, lại dùng chân khí thúc dục, độc tính khẳng định đã rót vào làn da đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đúng, các ngươi nhìn. Đang cảm khái, một trưởng lão khác đột nhiên nhíu mày, chỉ về phía trước. Giống như, gia hỏa này một chút cảm giác cũng không có. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy gia hỏa khoanh chân ngồi ở phía trước, như trước ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, như ngủ rồi, không có bất cứ động tĩnh gì, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, thật giống như Hoàng trưởng lão phóng thích nhất tiếu tiêu diêu tán, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhất tiếu tiêu diêu tán bình thường, sau khi trúng độc, toàn thân sẽ run rẩy, kìm lòng không được bật cười. Gia hỏa này giống như sơ cứng. Một chút biểu lộ cũng không có. Hoàng trưởng lão,
thuốc của ngươi sẽ không mất đi hiệu lực chứ? Lại một vị trưởng lão thật sự nhìn không được, nói. Cái này, hoàng trưởng lão mở chừng hai mắt, vội vàng nhìn về phía trước. Tuy đối phương vẫn không nhúc nhích, nhưng có trúng độc hay không, với tư cách độc sư lục tinh đỉnh phong, vẫn có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Làn da bóng loáng thủy nộn, vô cùng mịn màng, chẳng những không có trúng độc, ngược lại giống như ăn bổ thuốc, sức sống bắn ra bốn phía. Con mẹ nó, ngươi có thể có chút bộ dạng trúng độc hay không? Nếu không giả vờ thoáng một phát cũng được. Nếu không, ta sẽ xuống đài không được a. Khó trách gia hỏa này kiêu ngạo như thế, không coi ai ra gì, nhất định là sớm phục dụng thuốc giải độc. Càng nghĩ càng phẫn nộ, hoàng trưởng lão nghiến răng. Nếu như không sợ độc, ta cũng muốn nhìn xem một tòng thánh nho nhỏ, có thể đỡ nổi lực lượng cuồng bạo của ta không? Nói xong nhướng mày, một quyền nện tới Trương Huyền. Gia hỏa này không biết phục dụng thuốc giải độc gì, nhất tiếu tiêu diêu tán mạnh nhất của mình không có bất kỳ tác dụng, tiếp tục dùng thuốc, chỉ biết tự rước lấy nhục, còn không bằng dùng thực lực nghiền ép. Làm cho đối phương biết rõ, kiêu ngạo nên trả giá. Ầm ầm, lực lượng thánh vực nhất trọng đỉnh phong cuồng bạo, toàn bộ tiểu viện như thổi lên gió lớn, đá xanh phủ kín mặt đất, phát ra thanh âm mãnh liệt, tựa như ở dưới một kích của hắn, không chịu nổi, tùy thời sụp đổ. Gia hỏa này lại, còn không trợn mắt, thấy hoàng trưởng lão xuất thủ, dùng ra công kích mạnh mẽ nhất, chân khí ép tới bọn hắn có chút hô hấp dồn dập. Tôn Cường, đứng mũi chịu sào lại có thể như trước không trợn mắt, thậm chí tránh cũng không tránh. Cái này đùa có chút lớn đi. Bành! Nắm đấm vô cùng cuồng bạo rơi vào trên mặt Tôn Cường. Sặc sặc! Thanh âm cốt cách bẻ gãy vang lên, mọi người ngẫu nhiên chứng kiến hoàng trưởng lão ôm cổ tay, nhảy dựng lên, đau đớn kịch liệt, để cho da mặt hắn liên tục run rẩy, tựa như sắp khóc. Cái này! Mọi người nháy ánh mắt, từng cái bối rối. Chương 1854, Trương Huyền vô địch thượng. 2. Hoàng trưởng lão thi triển ra một chiêu toàn lực, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt đối phương, da của đối phương cũng không có phá, cổ tay của hắn ngược lại bị chấn gãy. Không phải thật chứ? Đáng giận, ta muốn ngươi chết. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, hoàng trưởng lão xấu hổ và giận dữ muốn chết, kêu to một tiếng, đã nhiều ra một thanh trường kiếm, thẳng tắp đâm tới gia hỏa trước mắt. Hoàng trưởng lão không nên lỗ mãng. Chứng kiến cử động của hắn, tất cả mọi người giật nảy mình. Dùng độc, thật xảy ra ngoài ý liệu, có thể nói là không có khống chế tốt độc tính. Trực tiếp sử dụng kiếm ám sát, tương đương đã có sát tâm, còn muốn lui về phía sau, cũng không thể vãn hồi rồi. Hí, y y á. Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hoàng trưởng lão phẫn nộ xuất thủ, kiếm quang sắc bén, lập tức bổ xuống gia hỏa ngồi dưới đất kia. Mắt thấy sẽ phải rơi đầu, Tôn Cường một mực không có trợn mắt kia đột nhiên bàn tay khẽ đảo, mãnh liệt ép xuống. Oanh long long, thanh âm như lôi đình trầm muộn vang lên, ngay sau đó mọi người liền chứng kiến kiếm khí của hoàng trưởng lão vỡ vụn từng khúc, ngay sau đó đầu bị một tát đánh vào lồng ngực. Phù phù, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Hoàng trưởng lão bị một tát quất chết. Một trưởng này không chỉ đánh tan công kích của hắn, còn cứng rắn phản kích lại lực lượng. Gia hỏa này thật chỉ là tòng thánh. Chứng kiến hoàng trưởng lão ngã xuống đất tử vong, thân thể tất cả mọi người đều cứng đờ. Đây chính là trưởng lão, thánh vực nhất trọng đỉnh phong, thực lực tương đương bọn hắn, kết quả. Bị gia hỏa này một tát quất chết. Lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Giống như thân thể của hắn động cũng không động, ánh mắt như trước không có mở ra. Trong đám người một thanh âm hơi run rẩy vang lên. Lúc này mọi người mới nhớ tới tình cảnh vừa rồi. Tôn Cường giống như lúc trước, ngồi dưới đất chưa hề động, mấu chốt nhất là ánh mắt còn không có mở ra. Nói cách khác, đối phương chỉ tiện tay một kích, liền đánh chết hoàng trưởng lão. Gia hỏa này quỷ dị, đánh chết hoàng trưởng lão, tội ác tày trời, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để cho hắn chạy thoát. Gào thét một tiếng, còn thừa lại 19 vị trưởng lão, đồng thời la hét, bao quanh Trương Huyền vào giữa. Nếu như mới vừa nói, bọn hắn xuất thủ là lấy lớn hiếp nhỏ, quay đầu lại rất khó bàn giao với hứa trưởng lão, mà bây giờ, gia hỏa này đánh chết hoàng trưởng lão, đã tội không thể thứ cho, bất luận kẻ nào cũng nói không được cái gì. Đúng vậy, đồng loạt ra tay. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn có thể gánh vác được Diêm Vương Nại Hà tán của ta hay không. Dầm ào ào. 19 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt các loại khói độc, độc trùng nhao nhao bay tới Trương Huyền, rậm rạp chẳng chịt rơi vào trên người.
Nhiều kịch độc như vậy, đừng nói một tòng thánh, coi như là thánh vực nhị trọng, khả năng cũng nuốt hận ngay tại chỗ, bị chôn sống hạ độc chết, nhưng sau khi dùng độc, mọi người kỳ quái phát hiện. Đối phương như trước vẫn không nhúc nhích, giống như không có cảm giác đến chung quanh có độc. Thuốc giải độc của gia hỏa này quá lợi hại, độc của chúng ta không có tác dụng, đừng có dùng độc, trực tiếp ra tay đi. Không biết người nào hô một câu, những người khác nhao nhao gật đầu. Hạ xuống nhiều độc như vậy, gia hỏa này một chút tổn thương cũng không có, sắc mặt cũng không có thay đổi, đủ để nói rõ vấn đề. Xem ra kịch độc đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, đã như vậy. Vậy bạo lực giải quyết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kèm theo quát lớn, 19 vị trưởng lão đồng loạt trùng kích tới gia hỏa kia. Cảm nhận được áp lực cuồng bạo ở chung quanh, Tôn Cường vốn ngồi dưới đất, tựa hồ rốt cuộc ý thức được nguy cơ sinh tồn, đứng dậy, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trực tiếp chui vào trong đám người. Động tác của hắn, căn bản không giống như một tòng thánh, ngược lại giống như thánh vực nhị trọng, tốc độ nhanh giống như điện mang, nắm đấm trực lai trực vãng, lại làm cho người ta có cảm giác ẩn chứa thiên đạo, không cách nào tránh né. Bành 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 bành. Mỗi một quyền hạ xuống, tất nhiên có một vị trưởng lão trúng chiêu, bay ngược mà ra, lực lượng hung mãnh từ trong cơ thể đối phương tuôn ra, khiến người ta căn bản ngăn cản không nổi. Gia hỏa này không chỉ lực quyền cường đại, thối công cũng cực kỳ cao minh, chân đá ra, như mộng như huyễn, khó lòng phòng bị. Hắn, như trước nhắm mắt lại. Càng đánh càng cảm thấy trái tim băng giá, bọn hắn 19 vị thánh vực nhất trọng đỉnh phong vây công một tòng thánh, đối phương chẳng những không có tổn thương, càng đánh càng hăng không nói, mấu chốt nhất là. Như trước đang nhắm mắt. Thật giống như mộng du, mà tất cả công kích cùng động tác của đối phương. Phảng phất như bản năng chiến đấu. Dựa vào phản ứng bản năng, bọn hắn 19 vị trưởng lão liên thủ, đánh không cách nào phản kích. Bọn người Minh Phó Điện Chủ cảm thấy sắp điên rồi. Mau ra tay, chư vị trưởng lão kiên trì không nổi. Một vị trong ba vị Phó Điện Chủ nhìn không được nữa, hô lên. Trước kia bọn hắn bận tâm thân phận, không muốn động thủ, đối phó một tiểu gia hỏa chỉ có tòng thánh. Hiện tại phát hiện không động thủ, 19 vị trưởng lão khả năng sẽ giống như Hoàng trưởng lão. Chết ở tại chỗ, rút cuộc không kìm nén được. Tốt, đồng loạt ra tay. Nhướng mày, bàn tay của Minh Phó Điện Chủ mãnh liệt cầm tới. Chương 1855, Trương Huyền vô địch hạ. 1. Minh Chân Phó Điện Chủ là độc sư thất tinh sơ kỳ, tu vi đạt đến thánh vực nhị trọng sơ kỳ, toàn lực xuất thủ, lực lượng từ trên trời giáng xuống, tường viện bốn phía bị chấn thành bụi phấn. Thấy hắn xuất thủ, hai vị phó viện trưởng khác cũng không có ngừng. Chung một chỗ lao đến. Hai người này giống như Minh Chân, đều là thánh vực nhị trọng sơ kỳ, chiến lực kinh người. Ba đại cao thủ phối hợp, lực lượng mãnh liệt, như sóng biển thủy triều, bao phủ bốn phương tám hướng, khó có thể ngăn cản. Đây là thế nào? Tường viện sụp đổ, lực lượng giao chiến tản ra bốn phía, đám người Lý Viên canh giữ ở phía ngoài đồng loạt nhìn lại, thân thể tất cả đều run rẩy, vẻ mặt phát mộng. Minh Phó Điện Chủ chỉ là đi tới tìm vị tôn độc sư này phiền toái, làm sao lại đánh nhau? Mấu chốt nhất là, ba đại Phó Điện Chủ, tất cả trưởng lão, đồng loạt ra tay đối phó một tòng thánh, không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Giống như, Hoàng trưởng lão chết rồi. Một thanh âm run rẩy vang lên. Lúc này đám người Lý Viên mới phát hiện, một lão giả ngang nằm trên mặt đất, đầu rút vào cổ, hình như bị người dùng bàn tay, cứng rắn nện đi vào. Một kích toi mạng. Đoán chừng là bọn hắn tìm tôn độc sư phiền toái, người sau dưới sự giận dữ xuất thủ. Lý Viên dùng mình, tiếp tục nhìn lại. Chỉ thấy hơn 20 vị cường giả vây công, vị tôn độc sư này cảm nhận được áp lực cực lớn, song quyền chém ra, cứng rắn đẩy lui hai vị trưởng lão, cổ tay khẽ đảo. Một thanh trường thương xuất hiện ở tay phải, đồng thời một thanh trường kiếm xuất hiện ở tay trái. Phần phật. Nhẹ nhàng đâm một cái. Thương mang như tia chớp vạch phá đêm tối, thẳng tắp đi vào trước mặt một vị trưởng lão, chỉ thoáng một phát, liền đâm xuyên cổ họng của hắn, lực lượng bành trướng trùng kích, thi thể bay ra ngoài, rơi ở dưới đất cách đó không xa. Thương mang đâm ra, trường kiếm cũng nhẹ nhàng vẽ một cái, kiếm khí ẩn chứa thiên đạo ý niệm bổ xuống. Một vị trưởng lão khác không nghĩ tới hắn có thể hai tay cùng lúc dùng hai binh khí, hơn nữa từng cái đều cường đại như thế. Còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy cổ mát lạnh. Đầu lăn ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Giết người. Đám người Lý Viên chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, thân thể cứng ngắc. Những trưởng lão này từng cái đều là tồn tại cao cao tại thượng,
bình thường bọn hắn cung kính hữu lễ, cũng chưa hẳn được đối phương nhìn một cái. Mà bây giờ, lại giống như những người khác, thi thể ngã xuống đất, máu tươi phun điên cuồng. Trùng kích mãnh liệt, để cho bọn họ cảm thấy cổ họng siết chặt, hô hấp khó khăn. Giống như, vị tôn độc sư này, một mực nhắm mắt lại, không có mở ra. Không biết người nào hô. Lúc này đám người Lý Viên mới phát hiện, Tôn Cường vừa rồi bọn hắn mang tới, ngay từ lúc đầu chiến đấu, hai mắt nhắm nghiền, người nào công kích hắn, hắn liền phản kích người đó. Mỗi một thương hạ xuống, tất nhiên có một vị trưởng lão bị đâm thủng cổ họng, mỗi một kiếm đi tới, thì có một trưởng lão tử vong. Có thể nói, gia hỏa này giống như Diêm La đòi mạng, rất nhiều trưởng lão, căn bản ngăn không nổi. Không được, tiếp tục như vậy, tất cả trưởng lão đều bị gia hỏa này giết chết. Nhìn độc điện trưởng lão càng ngày càng ít, lại chết 10 cái, Minh Phó Điện Chủ cũng nhìn không được nữa, la lên một tiếng. Tiếp tục vây công như vậy, khả năng không dùng được 10 cái hô hấp, tất cả trưởng lão của độc điện sẽ chết hết ở chỗ này. Một tòng thánh, đối chiến hơn 20 vị cường giả thánh vực bọn hắn, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, còn một hơi chém giết hơn 10. Đây rốt cuộc là quái thai gì? Tất cả trưởng lão, nghe mệnh lệnh, nhanh lui về phía sau. Do ta cùng đám người Minh Phó Điện Chủ đối phó gia hỏa này. Một phó điện chủ khác cũng ý thức được điểm ấy, lớn tiếng bàn giao. Vừa rồi nhiều người, hơn nữa đại bộ phận đều là đồng bạn của bọn hắn, coi như có thực lực thánh vực nhị trọng, cũng không cách nào triệt để triển khai, việc cấp bách là để cho mọi người nắm chặt rời đi, ba người bọn hắn mới có thể phối hợp, chém giết gia hỏa trước mắt. Vâng, còn thừa lại mấy vị trưởng lão, nghe được mệnh lệnh tất cả đều thở dài một hơi. Vội vàng nhảy ra vòng chiến, ánh mắt lộ ra sợ hãi nồng đậm. Nói thật, gia hỏa trước mắt này thật sự quá quỷ dị, bọn hắn am hiểu độc nhất, không có bất kỳ tác dụng không nói, lực lượng nhục thân cùng chân khí càng cường đại đến cực điểm. Giống như thánh thú hình người, căn bản ngăn cản không nổi. Mấu chốt nhất là, nhiều người liên thủ như vậy, chẳng những không có làm bị thương mảy may, còn bị chém giết hơn 10 vị. Thậm chí, người ta từ đầu đến cuối không có mở mắt. Không cần mắt cũng mạnh như vậy, một khi mở mắt, nên có bao nhiêu đáng sợ. Sớm biết như vậy, lẫn vào việc này làm gì, là đệ tử của Minh Phó Điện Chủ gây chuyện, cùng bọn họ nửa xu quan hệ cũng không có. Bọn hắn thật chỉ là tới tham gia náo nhiệt a. Mọi người vừa ly khai, ba đại Phó Điện Chủ lập tức xông tới, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, công kích tới Tôn Cường. Rầm rầm, ba thánh vực nhị trọng đồng thời xuất thủ, lực lượng như một lồng giam thật lớn. Thiên địa chung quanh đều bị giam cầm. Trương Huyền bị nhốt ở giữa, cũng không lui lại, ngược lại chiến ý trong cơ thể càng ngày càng đậm, đột nhiên thét dài một tiếng, trường thương trong tay thẳng tắp điểm ra. Đinh 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 đinh. Mũi thương liên tục điểm ở trên lồng giam vách tường, tường khí vốn vô cùng củng cố, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện vết rách, ngẫu nhiên, mọi người liền chứng kiến một đạo kiếm quang thẳng tắp từ trong khe hở đâm ra. Dầm ào ào. Thời gian nháy con mắt. Phong tỏa đã bị chém thành hai khúc. Phốc, phốc, phốc. Đám người Minh Phó Điện Chủ đồng thời phun ra máu tươi, từng cái ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đối phương chỉ là một tòng thánh, nhẹ nhõm đánh bại lồng giam mà ba đại thánh vực nhị trọng bố trí, loại thực lực này, đã vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Quan trọng hơn là, chân khí của đối phương như vô cùng vô tận. Lực lượng hung mãnh như thế, liên tục thi triển nhiều lần như vậy, sinh khí dồi dào như trước. Giống như không có bất kỳ hao tổn. Đến cùng làm sao làm được? Thiên địa tam tài trận. Khẽ quát một tiếng, thân ảnh của Minh Phó Điện Chủ nhoáng một cái, chiếm cứ một vị trí. Nghe được hắn nói, hai vị điện chủ khác đồng thời gật đầu, rơi vào hai vị trí khác. Chương 1856, Trương Huyền vô địch hạ. 2. Thiên địa tam tài trận. Trận pháp này có thể làm cho thực lực của ba người bọn họ tăng lên gấp bội, chỉ cần phối hợp tốt. Thánh vực nhị trọng đỉnh phong cũng có thể chém giết. Vù vù. Ba người vừa vào vị trí, chân khí mãnh liệt mà ra đã liền tiếp tăng lên, giống như thiết hoàn. Tựa hồ biết nguy cơ, Trương Huyền lui về sau một bước, cổ tay khẽ đảo, trường thương thu nhập không gian giới chỉ, bất quá, ánh mắt như trước không có mở ra. Xuất thủ. Xì 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 xì. Đã có trận pháp, khí thế của ba đại điện chủ tăng nhiều, đồng thời xuất thủ, từng đạo kiếm khí đâm tới. Bất quá, kiếm quang còn chưa tới trên người, Tôn Cường, chỉ thấy thân thể của hắn co rụt lại, liên tục ở trên không trung đá ba cước. Ba cước này không có bất kỳ quy luật, lại mỗi một cái đều đá vào bộ pháp mà bọn hắn muốn tiến lên,
thoáng một phát liền làm rối loạn tiết tấu tiến công. Hắn, phá thiên địa tam tài trận. Còn thừa lại mấy vị trưởng lão, thấy một màn như vậy, đồng tử của tất cả đều co rụt lại. Ba cước này của đối phương, thoạt nhìn không có gì lạ, cũng không có đạo lý, trên thực tế lại phá hủy tiết tấu của trận pháp, thoáng một phát liền hóa giải thiên địa tam tài trận. Dùng chân lợi hại như thế phá vỡ trận pháp, chẳng lẽ ở trận pháp gia hỏa này cũng có nghiên cứu rất sâu? Thực lực mạnh thì thôi, còn có nghiên cứu khắc sâu với trận pháp, như vậy. Cái này còn đánh thế nào? Phốc! Đang khiếp sợ, chỉ thấy Tôn Cường bị vây vào giữa, trường kiếm quét qua, liền bổ xuống cánh tay của Minh Phó Điện Chủ, huyết dịch lập tức phun điên cuồng. A! À, kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt của Minh Phó Điện Chủ trắng bệch, sức chiến đấu không còn. Nghĩ như thế nào cũng không thông, ba đại thánh vực nhị trọng liên thủ bày trận, cũng không ngăn trở được một tòng thánh. Trận pháp phá vỡ, ba người liên thủ lại không có gì đáng sợ, Trương Huyền lần nữa bước về phía trước, trường kiếm lập lòe, dồn ép hai đại phó điện chủ còn thừa lại, liên tiếp bại lui, ngay cả phản kháng cũng làm không được. Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không, vị Tôn Cường này, đều là người nào tiến công hắn, hắn công kích người đó. Chỉ cần đình chỉ tiến công, hắn sẽ không tiếp tục dây dưa. Đột nhiên, một trưởng lão nói. Nói như ngươi, thật đúng là vậy à. Một trưởng lão khác gật đầu. Vừa nói như vậy, bọn hắn đều nhớ tới, tuy sức chiến đấu của Tôn Cường này đáng sợ, nhưng không phải tùy ý tiến công, mà là. Người nào công kích hắn, hắn công kích đó. Thật giống như tự động phản kích. Tiền phó điện chủ, Tôn phó điện chủ, các ngươi đừng công kích hắn nữa, có lẽ sẽ không đánh trả. Rõ điểm ấy, cũng nhịn không được nữa, vội vàng hô lên. Không công kích. Nghe được tiếng la, hai vị phó điện chủ còn dư lại cũng hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, nhướng mày, đồng thời nhảy ra sau. Phần phật. Bọn hắn vừa mới rời đi, chỉ thấy kiếm khí của đối phương xẹt qua trước cổ, ngừng lại. Vù vù. Gia hỏa này lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất, không để ý tới bọn hắn nữa. Cái này. Thấy đối phương không hề công kích. Lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi từ trên trán chảy xuôi. Nếu không phải vừa rồi vị trưởng lão kia tìm được bí quyết, chỉ sợ tiếp tục nữa, bọn hắn cũng sẽ bị chém giết. Một tòng thánh, một hơi chém giết hơn 10 vị thánh vực nhất trọng đỉnh phong, dồn ép ba thánh vực nhị trọng bọn hắn, hô hấp cũng thở gấp không ra. Hứa trưởng lão từ đâu tìm đến quái thai? Hắn, giống như lâm vào trong tu luyện nào đó, cũng không phải là chủ động tiến công. Mà là đối với nguy hiểm, làm ra phản ứng bản năng. Chiến đấu đình chỉ, tư duy của mọi người cũng trở nên sinh động, một phó điện chủ mở miệng nói. Cái này, nghe được giải thích của hắn, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cái này mới phản ứng tới. Hắn nói không sai, Tôn Cường, này vốn một mực ngồi dưới đất bất động, là bọn hắn tiến công, mới bị bức bách phản kích. Hơn nữa, cơ bản đều là ai công kích hắn, hắn phản kích người đó, muốn giết hắn đều bị giết. Bọn hắn bởi vì hạ thủ lưu tình mới may mắn thoát khỏi. Vô ý thức phản kích cũng lợi hại như vậy, nếu thanh tỉnh, nên mạnh bao nhiêu? Một trưởng lão rụt cổ một cái, nói. Mọi người trầm mặc. Vô ý thức phản kích, chỉ là thân thể đối với chiến đấu làm ra bản năng phản ứng, loại tình huống này. Sức chiến đấu là có hạn. Dù vậy, cũng đánh tất cả trưởng lão cùng phó điện chủ không thở nổi, tùy thời diệt sạch. Vị Tôn Cường này thật muốn từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Có phải càng thêm đáng sợ hay không? Độc điện ai còn có thể ngăn ở? Nhanh đi mời Hứa trưởng lão đến. Cũng nhịn không được nữa, một vị phó điện chủ lớn tiếng phân phó. Hứa trưởng lão giống như đi gặp điện chủ. Một người trả lời. Vậy mời điện chủ đến luôn. Vị phó điện chủ này nghiến răng, quay đầu nhìn về phía trưởng lão chết đầy đất, nước mắt chảy ra. Cái này gọi là chuyện gì? Độc điện bọn hắn lúc nào chịu qua ủy khuất lớn như vậy? Chương 1857, mệnh căn của ta 1. Chỗ phủ đệ của điện chủ, Hứa trưởng lão ngồi ở một bên, vẻ mặt mỉm cười. Ngươi nói lần này may mắn mà có một độc sư tên Tôn Cường, đại nhân đại nghĩa, bất kể nguy hiểm cứu ngươi, nếu không, khả năng liền không về được. Một lão giả ở đối diện nhìn lại. Bộ dạng 6-70 tuổi, vẻ mặt mỉm cười, khuôn mặt hòa ái, nếu như không phải biết rõ đây là nơi nào, khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Người bộ dáng như thế dĩ nhiên là Hồng Viễn Độc Điện Điện Chủ, Độc Sư Thất Tinh. Vâng, vị Tôn Độc Sư này, nhiệt tình vì lợi ích chung, hữu dũng hữu mưu, không có hắn mà nói,
ta có thể đã giống như Tiết trưởng lão, sớm chết rồi. Nói đến Tôn Cường, Hứa trưởng lão tràn đầy bội phục. Ở trong tay cường giả thánh vực tứ trọng cứu hắn ra, chỉ bằng vào phần gan dạ sáng suốt cùng khí phách này, là không biết bao nhiêu người không cách nào bằng được. Một tòng thánh, đối mặt người mạnh như thế, có thể mặt không đổi sắc, thản nhiên ứng đối, đúng là nhân tài hiếm có, tốt, ta đồng ý hắn khảo hạch độc sư, gia nhập độc điện chúng ta. Mỉm cười, lão giả vuốt râu. Đa tạ điện chủ. Hứa trưởng lão đứng dậy, nhẹ nhàng cười cười, mang trên mặt tự tin cùng chắc chắc. Yên tâm đi, người nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay, Tôn Cường này, tuyệt đối là một bằng hữu đáng tin cậy, để người ta dựa vào. Có thể được ngươi khen ngợi như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút vị tôn độc sư này, rút cuộc là loại nhân vật nào. Điện chủ gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy bên ngoài gian phòng một trưởng lão vội vã đi đến. Điện chủ, phong trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Quay đầu nhìn lại, nhận ra được. Đúng là một vị trưởng lão của độc điện, Phong Bình. Chỉ bất quá, lúc này phong trưởng lão không giống ngày xưa, mặt mũi bầm dập, trên thân đều là máu đen, giống như vừa mới trải qua sinh tử kiếp nạn, thảm liệt không nói ra được. Làm sao vậy, ngươi còn không ngại nói làm sao vậy? Chứng kiến Hứa trưởng lão, Phong Bình tức giận không thôi, gào thét một tiếng, muốn xông lại cùng hắn quyết đấu. Nếu không phải Hứa Du mang tên kia tới, độc điện bọn hắn còn sẽ thảm liệt như thế. Đường đường trưởng lão, vừa đến liền muốn xuất thủ, còn thể thống gì? Phong trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Nhíu mày, điện chủ quát lớn. Điện chủ, nghe được quát lớn, phong trưởng lão ngừng lại, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt bi phẫn. Độc điện 20 vị trưởng lão, bị người giết, 14 vị, sống sót chỉ có 6 người, ngay cả minh phó điện chủ cũng bị một kiếm chém rơi bả vai, nguy ở sớm tối. Cái gì, trưởng lão bị giết 14 vị? Xảy ra chuyện gì? Điện chủ mãnh liệt đứng dậy, đồng tử co rút lại. Hồng Viễn độc điện, tổng cộng chỉ có 22 vị trưởng lão, vừa nghe được Tiết trưởng lão bị người giết. Sau thời gian nháy con mắt, lại chết 14 người. Những trưởng lão này, không phải đều ở trong độc điện không có đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ có địch nhân giết vào? Là, Tôn Cường mà Hứa trưởng lão mang đến kia làm. Phong trưởng lão nghiến răng. Tôn Cường, xảy ra chuyện gì? Thân thể Hứa trưởng lão nhoáng một cái. Là như thế này. Phong trưởng lão nói kỹ càng chuyện lúc trước một lần, bao gồm đoạn nhân tìm phiền toái, minh phó điện chủ giận dữ, cùng với vây công Tôn Cường, bị hắn giết mấy người. Tại sao có thể như vậy? Nghe xong giải thích, Hứa trưởng lão choáng váng. Ta đã từng nói qua, độc điện bội phục người thực lực mạnh, bảo ngươi không hạ thủ lưu tình, thế nhưng không có bảo ngươi giết 14 trưởng lão của độc điện a. Vừa cùng điện chủ nói, đại nhân đại nghĩa, đáng tin cậy, liền làm ra cái này. Còn bàn giao thế nào? Đi tới nhìn xem. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, điện chủ hất lên ống tay áo, vội vã đi theo phong trưởng lão ra ngoài. Hứa trưởng lão đành phải theo sau. Không lâu sau liền đi tới chỗ ở của Trương Huyền, chứng kiến thi thể đầy đất. Những người này, đều đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, nghiên cứu độc thuật càng tinh thông tới cực điểm, ra bên ngoài. Một người đơn đấu 3, 4 cường giả đồng cấp không thành vấn đề, mà giờ khắc này. Tất cả đều lạnh như băng nằm trên mặt đất. Vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu sỏ gây nên Tôn Cường kia, như trước khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền tu luyện, giống như tất cả mọi chuyện cùng hắn không quan hệ. Hoàng trưởng lão, Lý trưởng lão, Lưu trưởng lão. Nhìn thi thể đầy đất, da mặt điện chủ liên tục run rẩy, ánh mắt sắp chảy ra máu. Những người này đều là lão nhân sống cùng hắn mấy trăm năm, không nghĩ tới, mười mấy cái hô hấp, đã bị gia hỏa này giết sạch. Mấu chốt nhất là giết người xong, chẳng những không có sợ hãi, như trước khoanh chân ngồi tu luyện. Không khỏi quá không để độc điện vào mắt a. Điện chủ, người nhất định phải giết gia hỏa này, thay chúng ta báo thù. Minh phó điện chủ vội vàng đi vào trước mặt, gào thét một tiếng. Thương thế của hắn đã băng bó kỹ, cũng phục dụng dược vật đối ứng. Chỉ là quá nghiêm trọng, đã tổn hao nguyên khí, coi như chữa tốt, cũng kém không nhiều lắm phế đi. Đúng vậy, điện chủ, gia hỏa này quá mức kiêu ngạo, cùng chúng ta chiến đấu, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, quả thực không coi ai ra gì. Nhất định phải giết chết, nếu không, sẽ phụ lòng liệt tổ liệt tông của độc điện. Chương 1858, mệnh căn của ta, 2. Còn lại hai vị phó điện chủ cùng trưởng lão cũng đồng thời quát.
Độc sư bọn hắn đi ra ngoài, đều là người khác hoảng sợ đào tẩu, lúc nào chịu qua loại ủy khuất này, bị một gia hỏa nhắm mắt lại, giết mười mấy vị trưởng lão. Yên tâm đi, còn không có người dám ở độc điện quấy rối, còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phất tay, điện chủ nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng như băng, dặn dò một tiếng. Giam giữ Hứa Du, đợi ta xử lý gia hỏa này xong, lại tiến hành thẩm vấn. Vâng, nghe được phân phó, lập tức có mấy vị trưởng lão tới đây, vây Hứa trưởng lão vào giữa. Điện chủ, Hứa trưởng lão không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột, rồi lại không có chút biện pháp nào. Muốn giải thích, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Vị tôn độc sư này, thời điểm cùng bản thân tới, còn rất bình thường, nói muốn điệu thấp. Làm sao mới tìm được điện chủ hồi báo, đã giết mười mấy vị trưởng lão, cái này con mẹ nó cũng gọi là điệu thấp. Ngươi là tới khảo hạch độc sư, hay tới đây diệt độc điện chúng ta à? Tuy phiền muộn, nhưng vừa nghĩ tới Tôn Cường là ân nhân cứu mạng hắn, hắn nhịn không được mở miệng. Điện chủ, Tôn độc sư không phải người lạm sát kẻ vô tội, ta cho rằng trong đó khẳng định có hiểu lầm. Phong bế miệng hắn cho ta. Thấy độc điện trưởng lão sắp chết hết, gia hỏa này rõ ràng còn nói hiểu lầm, điện chủ tức giận nhướng mày. Vâng. Một phó điện chủ gật đầu đi vào trước mặt, ngón tay điểm ra, liền phong bế miệng của Hứa trưởng lão, để cho hắn nói không ra lời. Tôn Cường đúng không, lẻ loi một mình, liền dám đến độc điện quấy rối, lá gan thật không nhỏ, bất quá. Hôm nay mặc kệ ngươi là ai, lại có mục đích gì, nếu như đã đến, cũng đừng rời đi. Sau khi phong bế miệng của Hứa trưởng lão, lúc này điện chủ mới quay đầu, quát lớn một tiếng, đi vào trước mặt Trương Huyền, ngón tay điểm ra, đầu ngón tay bay ra một loạt bọ cánh cứng, không nhiều không ít, vừa vặn 9 con. Những bọ cánh cứng này màu ám kim sắc, cánh phản xạ ánh mặt trời, lộ ra hết sức dữ tợn. Là ám kim độc trùng của điện chủ. Đây chính là thánh vật ngay cả thánh vực tam trọng cũng có thể nhẹ nhõm độc chết. Đúng vậy, vì dưỡng những ám kim độc trùng này, điện chủ hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, chỉ là dược liệu thánh vực, liền ăn không dưới 100 gốc. Công phu không phụ lòng người, tuy gian khổ, nhưng cũng dưỡng ra trọn vẹn 9 con. 9 con độc trùng này, từng cái đều có thể độc chết một vị thánh vực tam trọng, 9 con cộng lại, coi như là cường giả thánh vực tứ trọng cũng phải tránh né, phóng xuất toàn bộ chúng nó, xem ra điện chủ giận thật a. Gia hỏa này chết chắc rồi, tuy không biết phục dụng thuốc giải độc gì, có thể ngăn cản độc vật, nhưng khẳng định ngăn không được độc trùng của điện chủ. Chứng kiến điện chủ thả ra ám kim độc trùng, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên. Tuy đều nuôi dưỡng độc trùng, độc xà, nhưng muốn nói cấp bậc, ám kim độc trùng của điện chủ tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Tùy tiện một con bay ra ngoài, có thể độc chết thánh vực tam trọng, để cho vô số người kiêng kỵ. Thật muốn đại khai sát giới, 9 đại độc trùng bay ra, toàn bộ Hồng Viễn đế quốc cũng có thể bị diệt sạch. Đây là chỗ đáng sợ của độc sư thất tinh. Mọi người xem ra, coi như Tôn Cường kia phục dụng thuốc giải độc lợi hại gì, có thể ngăn cản một ít độc phấn, nhưng mà đối mặt độc trùng lợi hại như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chết. Ô ô ô, không giống mọi người chờ mong, Hứa trưởng lão choáng váng, không ngừng la lên, đáng tiếc miệng bị phong bế, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. Không để ý tới những người khác khiếp sợ, sắc mặt ngưng trọng, điện chủ búng ngón tay, 9 giọt máu tươi bay ra. 9 ám kim độc trùng phân biệt cắn nuốt huyết dịch, màu sắc trở nên càng thêm diễm lệ. Đi! Điện chủ nhướng mày, chỉ một Tôn Cường khoanh chân ngồi dưới đất, sát ý sôi trào. O-O-O-N-G! Nghe được mệnh lệnh, 9 độc trùng thẳng tắp bay tới, thời gian nháy con mắt đã đi vào trước mặt. Tựa hồ Trương Huyền không có ý thức được nguy hiểm, như trước khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích. Vù vù! Thấy hắn không tránh né, sắc mặt điện chủ vui vẻ, khống chế độc trùng rơi vào trên người, sau đó cánh tay, cổ của Trương Huyền bò đầy bọ cánh cứng. Sặc sặc, sặc sặc, sặc sặc. Độc trùng há miệng cắn tới, máu tươi thuận theo miệng côn trùng quán thâu vào. Cắn lên rồi. Chỉ cần ám kim độc trùng cắn chúng, nọc độc sẽ dọc theo huyết dịch tiến nhập cơ thể, không cần 3 cái hô hấp, sẽ toi mạng. Bị nhiều độc trùng đồng thời cắn như vậy. Ta cho rằng hắn ngay cả một cái hô hấp cũng không kiên trì nổi. Vốn tưởng rằng gia hỏa này chứng kiến độc trùng tới đây, sẽ sợ tới mức đào tẩu, không nghĩ tới, như trước ngồi dưới đất, bị 9 độc trùng đồng thời cắn, coi như là thần tiên cũng không có biện pháp cứu được. Vù vù, vù vù. Cắn xong Trương Huyền,
chín ám kim độc trùng bay lên, bất quá mới bay không bao xa, đột nhiên như uống say, từng con đầu nghiêng một cái. Lạch kẹt, lạch kẹt, lạch kẹt. Tất cả đều rơi trên mặt đất, sáu chân co quắp, lại không còn động tĩnh. Phốc, sắc mặt trắng nhợt, điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về sau 7-8 bước, ngồi ngay đó, biểu lộ như gặp quỷ rồi. Mệnh căn của ta. Chương 1859, ồn ào quá một. Chín ám kim độc trùng này, là hắn hao tốn mấy trăm năm, không biết tiêu hao bao nhiêu tài phú, dùng không biết bao nhiêu máu tươi mới đào tạo thành, có thể nói còn thân hơn nhi tử, tuyệt đối là mệnh căn tử, thoáng một phát tất cả đều rơi trên mặt đất, không còn động tĩnh, không có ngay tại chỗ thổ huyết tử vong, coi như là tâm trí kiên định. Chứng kiến bộ dáng của hắn cùng tình huống của độc trùng, chung quanh tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Ám kim độc trùng bị Tôn Cường độc chết. Trên người hắn lại có độc lợi hại hơn, ngay cả độc trùng cũng không chịu nổi. Muốn độc chết hắn, ngược lại bị độc chết. Làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, từng cái tràn đầy phát điên. Lấy nghiên cứu cùng thực lực của bọn hắn đối với độc, tự nhiên có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết của độc trùng. Là bị kịch độc lợi hại hơn độc chết ngay tại chỗ. Chín con bọ cánh cứng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ dạo qua ở trên thân Tôn Cường. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là trên thân hắn có độc, cực kỳ kinh khủng. Chạy tới độc người, đối phương nhắm mắt không nhúc nhích. Liền hạ độc chết độc trùng của điện chủ. Tất cả người vây xem, đều cảm thấy sắp điên rồi. Đây chính là độc điện, địa phương dùng độc đáng sợ nhất toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc, thậm chí Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, ở chỗ này hạ độc chết mệnh căn tử của điện chủ. Đến cùng làm sao làm được? Ta muốn giết ngươi. Đang kỳ quái. Chợt nghe điện chủ phẫn nộ gào rú. Lúc này điện chủ không còn nho nhã cùng trang nghiêm như lúc trước, hai mắt đỏ ngầu, để lộ ra cuồng loạn, tựa hồ hận không thể nuốt ra hỏa trước mắt. Cũng khó trách, bản mệnh độc trùng tử vong, không chỉ những năm này tích góp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tu vi cũng bị hao tổn, lúc trước là thánh vực tam trọng đỉnh phong, mà bây giờ có thể phát huy ra thánh vực nhị trọng đỉnh phong cũng không tệ rồi. Ầm ầm, độc trùng bị giết, dùng độc khẳng định không được. Điện chủ ở trong tiếng gầm gừ, chân khí trong cơ thể kích động, trên không trung hình thành một bàn tay khổng lồ, thẳng tắp vỗ tới. Bàn tay còn chưa tới trước mặt, Tôn Cường, ra hỏa một mực khoanh chân ngồi kia mãnh liệt đứng lên, ánh mắt đóng chặt, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường thương xuất hiện. So với Trịnh Dương lúc trước càng thêm đáng sợ, một thương lăng không, giống như một cự long phá mây mà ra, rong ruổi thiên hạ, bay lượn vạn dặm. Dầm ào ào. Hai cỗ lực lượng va chạm. Ở trên không trung triệt tiêu. Bị sóng khí trùng kích, Trương Huyền liên tục lui về sau hai bước, mãnh liệt đạp mạnh, sau đó nhanh như thiểm điện lao đến, người đang ở trên không trung, lại một thương đâm tới. Lần này, nhân thương hợp nhất, dường như hắn chính là thương, thương chính là hắn, chân khí mãnh liệt, phối hợp nhục thân vô cùng cường đại, còn chưa tới trước mặt, đá xanh liền nổ tung, vị trí điện chủ sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái hố to. Đáng giận. Gào thét một tiếng. Điện chủ lần nữa tiến lên đón. Đổi lại bình thường, tuy lực lượng của đối phương cuồng bạo, nhưng mà bằng vào sức chiến đấu của thánh vực tam trọng đỉnh phong, muốn nghiền giết còn là rất nhẹ nhàng. Nhưng chín bản mệnh độc trùng vừa mới bị giết, vô luận thân thể hay linh hồn, đều nhận lấy tổn thương thật lớn, thực lực bản thân ngay cả 1/10 bình thường cũng triển khai không ra, cùng hắn cứng rắn va chạm, lại có chút khó có thể chống lại. Đối phương, chỉ là tòng thánh A. Ta không tin giết không được ngươi. Lần nữa la lên, lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chân khí giống như nước sôi sôi trào, phát ra thanh âm ọt 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 ọt. Ầm ầm. Mũi thương cùng trưởng ấn va chạm nhau, tiếng nổ vang cực lớn vang vọng khắp nơi, chân khí tản mạn mà ra, kiến trúc ở chung quanh vài trăm thước, toàn bộ thổi thành bột mịn, các độc sư lúc trước còn muốn xem náo nhiệt, cảm nhận được uy lực khổng lồ như thế, từng cái sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần. Phốc. Điện chủ dùng ra toàn lực, Tôn Cường như trước nhắm mắt lại tựa hồ có chút không chịu nổi, phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tuy Trương Huyền tu luyện phong thánh giải, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng có hạn độ. Lực lượng của điện chủ quá cường đại, căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, nếu như vu hồn không có ly thể, sử dụng thiên đạo thư viện, tra rõ ràng thiếu sót, chế định phương pháp chiến đấu, coi như thực lực đối phương mạnh mẽ, ai thắng ai thua cũng không nhất định, mà bây giờ. Chỉ có man lực cứng đối cứng, liền nguy hiểm hơn nhiều. Chết! Đánh bay, Tôn Cường, điện chủ lần nữa bước ra một bước,
theo sát mà lên. Vừa rồi va chạm, hắn cũng kiểm tra xong thực lực chân chính của đối phương, so sánh với hắn, vẫn chênh lệch một chút, chỉ cần không cho cơ hội thở dốc, chắc chắn có thể chém giết. Vù vù, cảm nhận được chiêu số của hắn nguy hiểm, Tôn Cường, tựa hồ sợ hãi, trường thương trong tay thẳng tắp ném ra, quay người bỏ chạy. Thời gian nháy con mắt liền thoát ra vài trăm thước. Trốn chỗ nào? Không nghĩ tới tên này một chút nguyên tắc cũng không giảng, mới vừa rồi còn kiêu ngạo nhắm mắt lại cùng mình chiến đấu, hiện tại liền chạy mất dạng, điện chủ tức giận gầm lên liên tục, nhanh đuổi theo, lần nữa chụp tới. Ầm ầm. Trưởng lực hùng hậu, ném ra một cái hố to, bất quá tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, tránh thoát. Ngăn hắn lại cho ta. Thấy hắn càng chạy càng nhanh, biết bản thân mình bị trọng thương, không thể kiên trì quá lâu, điện chủ quay đầu phân phó. Vâng. Tất cả trưởng lão không dám do dự, nhanh lao theo. Bọn hắn đuổi theo nhanh, Trương Huyền chạy nhanh hơn nữa còn nhắm mắt lại chẳng có mục đích chạy loạn, những nơi đi qua, vô số kiến trúc bị cứng rắn đụng sập, trong lúc nhất thời toàn bộ độc điện bụi mù cuồn cuộn, kiến trúc cũ kỹ không biết bao nhiêu năm, không một may mắn thoát khỏi. Chứng kiến cơ nghiệp tổ tông bị gia hỏa này hủy sạch, khóe mắt của điện chủ muốn nứt ra, cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay, chân khí quán thâu, chậm rãi lơ lửng trên không trung, như câu thông lực lượng đặc thù nào đó, phát ra tia sáng chói mắt. Chương 1860, ồn ào quá 2. Hậu bối độc điện điện chủ thứ 30, khởi động hộ điện đại trận. Oanh long long, kèm theo thanh âm, hào quang của lệnh bài càng ngày càng sáng, trận pháp lúc trước ẩn nấp cả hòn đảo, như bị một cỗ lực lượng đặc thù kích hoạt, chậm chạp vận chuyển. Năm đó tổ sư khai phái của Hồng Viễn độc điện lưu lại trận pháp này, không chỉ có thể ẩn nấp hòn đảo, còn có thể tiến hành vây khốn, độc chết với người xâm phạm. Gia hỏa kia, không chỉ đào tẩu, còn phá hư bốn phía, không ngăn lại đánh chết, chỉ sợ cơ nghiệp vạn năm của độc điện, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. O-O-N-G. Trận pháp vận chuyển lên, một cỗ lực lượng cường đại lập tức tuôn về phía Trương Huyền. Phần phật. Tốc độ của trận pháp quá nhanh, căn bản trốn không ra, lập tức phong ấn trong đó, như bị giam vào một cái lồng sắt. Hừ, nhìn ngươi trốn chỗ nào nữa. Thấy trận pháp cường đại như thế, ánh mắt điện chủ sáng lên, vội vã bay tới, bất quá, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến, Tôn Cường, như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ở trong phòng ấn lui về phía sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh. Sặc sặc, phòng ấn lập tức vỡ vụn, ngay sau đó đứng ở tại chỗ bất động, tay phải giơ lên, mãnh liệt chảo một cái. Vù vù. Lệnh bài hắn đã luyện hóa lập tức không bị khống chế, thẳng tắp bay tới đối phương. Cái gì? Đồng tử co rụt lại, điện chủ thiếu chút nữa bị hù chết. Đơn giản phá vỡ phong ấn, càng đoạt đi lệnh bài trong tay hắn. Chỉ có một khả năng, đối phương cực kỳ hiểu rõ trận pháp, đã hoàn toàn biết được kẽ hở trong đó, cũng đã tiến hành khống chế. Cái này, làm sao có thể? Trận pháp này, là tổ tiên nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, phối hợp địa hình. Hoàn mỹ bố trí ra, coi như là tiền bối các thời kỳ tinh thông trận pháp, cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Gia hỏa này mới đi đến bao lâu, chẳng những hiểu, còn tìm ra thiếu sót. Đến cùng làm sao làm được? Trong lòng khiếp sợ, đang muốn đoạt lại lệnh bài khống chế trận pháp, liền chứng kiến thanh niên phía trước, như trước nhắm mắt lại, bàn tay khẽ đảo. Dầm ào ào. Một cỗ lực lượng lập tức kéo tới, thân thể điện chủ lập tức cảm thấy cứng ngắc. Trận pháp bị đối phương khống chế. Gậy ông đập lưng ông, khóa hắn ở trong đó. Nguy rồi. Đồng tử co rụt lại, lực lượng toàn thân điện chủ tuôn ra, đang định giãy giụa phong ấn, liền chứng kiến một bàn chân đạp thẳng tới khuôn mặt. Bành. Chỉ thoáng một phát, hàm răng liền mất nhiều cái, miệng mũi chảy ra máu tươi. Tôn Cường, ngươi dám đánh ta muốn ngươi chết. Gào thét một tiếng nói không có kết thúc, chỉ thấy nắm đấm của đối phương càng lúc càng nhanh. Đùng đùng. Không đến 10 cái hô hấp, liền trúng ít nhất 3-4 chục tát, 5-60 cước, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, văng ra, tuyệt đối không ai tin tưởng là điện chủ khuôn mặt hòa ái. Dựa theo tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, coi như trong thời gian ngắn không chém giết được đối phương, nhưng mà đối phương muốn thương tổn hắn cũng rất khó làm được. Kết quả, sau khi dùng trận pháp, chẳng những không có giết chết đối phương, còn cho người ta mượn lực lượng, một trận cuồng ẩu, điện chủ chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Sắp nổ tung. Hắn là độc điện điện chủ, toàn bộ Hồng Viễn độc điện thực lực mạnh nhất, quyền thế cao nhất. Khởi động đại trận, lại bị đối phương mượn nhờ,
hung hăng đập, cái này gọi là chuyện gì? Sao đối phương như là điện chủ, mà bản thân, ngược lại là người từ ngoài đến? Điện chủ, tất cả trưởng lão đuổi theo tới đây giúp, chứng kiến Tôn Cường, liên tục đập điện chủ, đánh sắp tử vong, từng cái vỏ đầu bứt tai, không biết như thế nào cho phải. Điện chủ ra mặt, bọn hắn cảm thấy nhất định sẽ khống chế bại cục, như thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là độc trùng bị độc chết, sau đó lại bị điên cuồng đập. Đừng có sát ý với Tôn Cường, nếu không, hắn sẽ giết ngươi. Thấy điện chủ tùy thời sẽ bị đánh chết, một trưởng lão nhớ tới tình huống lúc trước, nhịn không được hô. Không có sát ý. Vẻ mặt điện chủ tràn đầy sưng đỏ, mặc dù không biết vị trưởng lão này nói như vậy, đến cùng vì cái gì, nhưng nếu như có thể lớn tiếng như thế, tất nhiên không sai, cố nén phẫn nộ, chậm rãi áp chế sát ý trong lòng. Bên này vừa mới áp chế xong, Tôn Cường quả nhiên ngừng lại, lần nữa khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, tiếp tục tu luyện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không có mở ra thoáng một phát, thật giống như lúc trước hết thảy cử động, là đang mộng du. Cái này, đến cùng là tình huống, ta lại bị người mộng du đánh. Hốc mắt điện chủ đỏ lên. Đường đường độc điện điện chủ, bị cường giả đập liền nhịn, kết quả bị một tòng thánh đập đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa chết rồi. Cái này gọi là chuyện gì? Cùng lúc đó, phu hồn của Trương Huyền vừa vặn xem hết thư tịch tầng thứ ba. Cảm nhận được bên ngoài linh khí quét sạch, tựa hồ có trận pháp cực lớn vận chuyển, lại có lầu các sụp đổ, nổ vang không dứt, nhíu mày, tràn đầy không vui. Ồn ào quá, còn có để cho người đọc sách hay không? Chương 1861, không đội trời chung 1. Trương Huyền có chút tức giận. Đây là nơi nào, độc điện A? Địa phương đoạn tuyệt với nhân thế như thế, nhiều độc sư lợi hại như vậy. Không nên cực kỳ yên tĩnh, nỗ lực nghiên cứu chế tạo độc. Mọi người vui sướng chơi đùa sao? Đinh kẹt, ầm ầm. Đấy, lại kích hoạt trận pháp, lại hủy phòng ở, làm cái quỷ gì? Vốn yên tĩnh đọc sách, hoàn toàn có thể nhất cỗ tác khí, xem hết mấy tầng còn lại. Nhao nhao như vậy, yên tĩnh cũng không an tĩnh được, còn nhìn cái gì? Thiệt là, nhiều độc sư như vậy, như thế nào một chút đạo đức xã hội cũng không có. Quả thực hơi quá đáng. Lần sau nhất định phải phản ánh với Hứa trưởng lão thoáng một phát. Được rồi. Đình chỉ tiếp tục xem sách, Trương Huyền lắc đầu. Dù sao hắn cũng là khách qua đường, chờ không bao lâu sẽ rời đi, những độc sư này có tố chất hay không, có đạo đức xã hội hay không, cùng hắn quan hệ không lớn, vẫn là trước trở về lại nói. Ba tầng thư tịch phía trước, toàn bộ ghi chép vào đầu, đối với độc sư lý giải, cũng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Tuy ẩn chứa nội dung cực kỳ phong phú, nhưng không có phương pháp trị liệu tiên thiên độc thể, chỉ giới thiệu loại thể chất này đáng sợ, vạn năm không thấy, một khi xuất hiện, tất nhiên có được năng lực hủy thiên diệt địa. Căn cứ quyển sách này ghi chép, người sáng lập độc điện chính là loại thể chất này, cùng Khổng Sư chiến đấu, người sau cũng kiêng kỵ ba phần. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp độc sư, tuy không làm người khác ưa thích, nhưng danh sư đường cũng không có triệt để đuổi tận giết tuyệt, giống như đối phó vu hồn sư, trực tiếp xóa đi truyền thừa. Không nóng này, chỉ cần xem hết sách, có lẽ có thể tìm ra phương pháp. Liếc qua nội dung trong đầu một lần, Trương Huyền an ủi bản thân. Bên ngoài nhao nhao như vậy, hôm nay là xem sách không được rồi, vẫn là trước trở về, chờ lần sau tìm cơ hội tới nữa. Thân thể nhoáng một cái, dọc theo cửa ra vào lúc trước đi ra ngoài, vu hồn trở lại không trung, đang định trở lại chỗ ở, nhìn không được thoáng một phát, sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy hơn 2 canh giờ trước. Còn rất nhiều kiến trúc cổ kính, giờ phút này toàn bộ biến thành phế tích, trước mắt sụp xuống một mảnh lại một mảnh, phạm vi hơn 10 dặm không có nửa cái bóng người. Cái này, con mắt trợn tròn, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được, đây là cường giả đối chiến tạo thành. Không phải nói, chiến đấu có thể đi tỉ thí điện sao? Làm sao lại đánh nhau ở trong thành? Ngươi xem chơi đùa nơi này, quả nhiên không có tâm đo đức xã hội. Đây chính là cổ kiến trúc, tồn tại không biết mấy nghìn năm. Đánh tới đánh lui, một chút ý thức bảo hộ cổ vật cũng không có. Lắc đầu, Trương Huyền cảm khái. Độc sư quả nhiên là độc sư, không có chút nhã nhặn. Xem danh sư người ta, coi như là chiến đấu, cũng phải sớm xin tổng bộ, sau đó tiến hành các loại quyết đấu, bọn hắn thì ngược lại. Trực tiếp ở trong thành khai chiến, để cho nhiều phòng ốc xa hoa gặp không may như vậy. Thật không biết là người nào thiếu đạo đức như vậy. Vừa cảm khái vừa phi hành, mới bay đi không xa lắm,
đột nhiên trong lòng khẽ động. Vừa rồi trong tàng thư khố có trận pháp bao phủ, hắn không có cẩn thận cảm ứng, hiện tại ly khai, tính toán đi trở về, lập tức cảm thấy nhục thể của mình, bề ngoài giống như thay đổi vị trí, không có ở địa phương lúc trước. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt sinh ra vẻ cảnh giác. Dựa theo tình huống bình thường, nhục thân có lẽ chờ ở trong sân, vẫn không nhúc nhích mới phải, không có ở tại chỗ, chẳng lẽ có người xuất thủ với hắn? Thật như vậy liền nguy rồi. Tuy nhục thân đã lĩnh ngộ năng lực vô niệm vô tưởng, gặp được nguy hiểm sẽ tự động xu cắt tỷ hung, nhưng vạn nhất đưa tới cao thủ, tỷ như Độc Điện điện chủ, Phó điện chủ còn là rất nguy hiểm. Dù sao, đối phương đều là độc sư thất tinh, mà thực lực của hắn chỉ có tổng thánh, so sánh với còn là quá yếu. Vạn nhất trở về chậm, nhục thân bị đánh phế, vậy khóc cũng không kịp rồi. Tràn đầy lo lắng, nhịn không được vò tới chỗ nhục thân, còn chưa tới trước mặt, liền thấy người kia ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, mà một gia hỏa bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đang không có hảo ý nhìn qua, tựa hồ có mưu đồ. May mắn tới kịp, thấy nhục thân không có bị tổn thương quá lớn, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, vu hồn khẽ động, chui vào thân thể, đồng thời trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nhìn chỗ hắn ở đúng là trung tâm phế tích, chẳng lẽ những kiến trúc này là mình chiến đấu chơi sập hay sao? Không nên nha. Nhục thể của hắn, tuy gặp được nguy hiểm sẽ đào tẩu biết phản kích, nhưng luôn rất đáng tin cậy, ít nhất so với phân thân, ngoan nhân thì tốt hơn nhiều, chưa bao giờ xông ra tai họa gì. Nếu thật là bản thân chơi đùa sụp nhiều kiến trúc như vậy, một lát nữa làm như thế nào bàn giao với Hứa trưởng lão? Trong lòng suy tư, linh hồn rất nhanh cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp, ánh mắt chậm rãi mở ra. Hắn tỉnh. Ân, thật tỉnh. Mở mắt, không có mở mắt cũng lợi hại như vậy, hiện tại. Đoán chừng không ai có thể chống lại a. Chứng kiến hắn mở mắt, chung quanh huyên náo, tất cả mọi người bị hù đến sắc mặt trắng bệch. Gia hỏa này nhắm mắt cũng chém giết mười mấy vị trưởng lão, càng đánh cho điện chủ bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại mở mắt, có thể đồ sát sạch sẽ độc điện bọn hắn hay không? Ngươi, ngươi! Thấy hắn mở mắt, điện chủ cũng sợ tới mức rụt về phía sau thoáng một phát. Đối với gia hỏa này, trong lòng của hắn có bóng mờ rồi. Khục khục, ta đây là ở đâu? Đây là, xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người như thấy sát nhân cuồng ma, Trương Huyền có chút buồn bực, tràn đầy vô tội nhìn qua. Ta chỉ xem sách một lát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Để cho nhiều người vây quanh như vậy, từng cái sợ đến như vậy. Ở nơi nào, xảy ra chuyện gì? Thân thể nhoáng một cái, điện chủ phun ra máu tươi. Con mẹ nó, thật đúng là mộng du a. Chương 1862, không đội trời chung 2. Người khác đều là bị thánh vực tứ trọng đánh, bị thánh vực ngũ trọng đánh, hắn bị tòng thánh mộng du đánh. Ngẫm lại cũng cảm thấy lòng chua xót. Điện chủ làm đến như hắn, thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Người trước đừng kích động, nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta vừa tới đây không lâu, hết thảy không rõ ràng a. Thấy gia hỏa trước mắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chứng kiến bản thân thanh tỉnh, kích động thổ huyết, Trương Huyền nhìn không được an ủi. Ngươi, phốc, kích động muội muội ngươi a. Ngươi không rõ ràng, có thể muốn chút mặt mũi không? Cái này con mẹ nó đều là ngươi làm, ta cũng là bị ngươi đánh. Người ta biến thành dạng này, ăn xong lau sạch không nhận sổ sách. Dưới tâm tình kích động, điện chủ lần nữa phun ra máu tươi, cảm thấy cả người muốn nổ tung. Không rõ ràng lắm, vừa rồi ngươi cùng điện chủ chiến đấu, một đường đánh tới nơi đây, phá hủy vô số kiến trúc. Ngươi cũng không biết, thấy hình dạng của hắn không giống giả bộ, một trưởng lão nâng lên dũng khí, nhịn không được nói. Ta cùng điện chủ chiến đấu. Trương Huyền nháy mắt. Điện chủ của các ngươi là ai? Ta không có gặp qua, các ngươi không lầm đó chứ? Trên đường tới, nghe Hứa trưởng lão chuyên môn nói qua, Hồng Viễn Độc Điện điện chủ là độc sư thất tinh, tu vi đạt đến thánh vực tam trọng đỉnh phong, chiến lực kinh người. Nhục thân của hắn vô niệm vô tưởng, là có thể triển khai một ít sức chiến đấu, đối mặt thánh vực nhị trọng bình thường có lẽ còn có thể thắng được, nhưng đối phó tam trọng. Hoàn toàn chính là muốn chết. Căn bản không có khả năng xuất hiện cái gọi là chiến đấu. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy gia hỏa trước mắt phẫn nộ đứng lên. Ta chính là điện chủ. Ngươi! Trương Huyền lại càng hoảng sợ. Vừa nhìn thấy gia hỏa này, còn tưởng rằng là người bình thường. Không nghĩ tới là người mạnh nhất độc điện. Ngươi đây là, bị ta đánh.
khóe miệng Trương Huyền co lại. Thánh vực tam trọng đỉnh phong, bị bản thân đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ, vô niệm vô tưởng phát huy sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa? Ngươi, điện chủ sắp tức điên. Thật sự thực xin lỗi, vừa rồi ta lâm vào ý cảnh tu luyện đặc thù, coi như chiến đấu cũng đều là phản ứng bản năng. Thật không biết xảy ra chuyện gì. Biết rõ nói tiếp, khẳng định mâu thuẫn càng náo càng lớn, Trương Huyền đành phải xin lỗi. Tới nơi này là vì học tập, không phải vì náo mâu thuẫn, chơi đùa phế Hồng Viễn độc điện, trước biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn xem có cơ hội cứu vãn hay không. Dù sao lúc trước Hứa trưởng lão nói hắn phải điệu thấp, hắn cũng một mực quán triệt ý nghĩ này, tận lực dàn xếp ổn thỏa. Tốt nhất là có thể giải quyết sự tình viên mãn. Ngươi, thật không biết. Thấy hắn nói mấy lần hoàn toàn không biết gì cả, chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chỉ lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, sẽ không mở mắt qua, giống như ngủ mơ, chỉ có người khác công kích hắn, mới có thể tự động làm ra phản kích. Có thể thực giống như hắn nói, không phải cố ý, mà là bản năng phản ứng hay không. Thật muốn như vậy ấy, cũng có chút buồn cười. Đối phương không có dùng hết toàn lực, chỉ dựa vào bản năng phản ứng, liền huyên náo toàn bộ độc điện bọn hắn người ngã ngựa đổ. Truyền đi, Hồng Viễn độc điện bọn hắn hoàn toàn có thể đóng cửa rồi. Không biết. Trương Huyền lắc đầu. Hắn bây giờ thật là không hiểu ra sao. Phu hồn ly thể, chạy đến tàng thư điện đọc sách, nhục thân không có chút ý thức nào, cả người cũng phát mộng. Là như vậy, người ở trong sân tu luyện, Minh Phó điện chủ. Cũng chính là lão sư của Đoạn Nhân bị ngươi đánh kia, cảm thấy phẫn nộ, đi tìm ngươi tính sổ, kết quả ngươi không để ý. Sau đó liền bắt đầu động thủ. Thấy bộ dáng của hắn không giống nói láo, trưởng lão kia nhìn không được nữa, kỹ càng nói chuyện lúc trước một lần. Cái này, đều là ta làm sao? Miệng há ta, trong mắt của Trương Huyền sắp rơi trên mặt đất. Chỉ đọc sách một lát, nhục thân lại một hơi giết 14 vị trưởng lão, đánh phế một vị phó điện chủ, biến điện chủ thành cái dạng này, đâm hỏng vô số kiến trúc. Cái họa này, bề ngoài giống như có chút lớn a. Thật là ngươi làm. Vị trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Ta, Trương Huyền vò đầu. Bản ý của hắn thật chỉ là muốn điệu thấp xem sách, nắm chặt thời gian rời đi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, nhục thân cũng không đáng tin cậy như vậy. Cái này đã xong. Nếu như chỉ là cùng điện chủ đánh một trận, tìm lý do còn có thể qua loa tắc trách, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cùng lắm thì bồi thường ít tiền. Hiện tại giết mười mấy vị trưởng lão, lại hủy nhiều kiến trúc như vậy. Còn, độc, chết mệnh căn tử của đối phương. Coi như lột sạch hắn bồi thường cũng không đủ. Đã không đội trời chung rồi. Không được, một khi động tính quá lớn, bốn tầng sách còn lại, khẳng định không có cơ hội xem. Vạn nhất tiên thiên độc thể cần những độc sư này hỗ trợ, cũng làm không được rồi. Trương Huyền nhíu mày. Chương 1863, ta là các ngươi tổ sư khai phái một. Tới độc điện, mục đích không phải cùng bọn họ chiến đấu, càng không phải vì làm náo động, giết máu chảy thành sông. Mà là vì cứu đệ tử Ngụy Như Yên. Hiện tại sách chưa đọc xong, liền giết 10 trưởng lão của người ta, đánh điện chủ thành bộ dạng này. Một khi bởi vậy làm trễ nải thời gian cứu chữa, không phải phụ lòng phụ thân của nàng vì nàng chết đi sao? Lúc trước không phải không cân nhắc, thả ra phân thân bảo hộ thân thể, thế nhưng gia hỏa kia càng không đáng tin cậy, thật muốn phóng xuất, đoán chừng hiện tại một trưởng lão cũng không thừa, ngay cả điện chủ cũng sớm đã bị giết. Còn thả ra Tử Diệp Vương, Tử Dương Thú, bản thân độc thân mà đến, nhiều ra một sinh mệnh, giải thích vô cùng phiền toái, gây nên mâu thuẫn không tất yếu. Vốn nghĩ rằng tới, chỉ là đi xem sách, đối phương tự kiềm chế thân phận, sẽ không tìm phiền toái, nằm mơ cũng không nghĩ đến, sai một ly đi một giảm, diễn biến thành cục diện không cách nào vãn hồi như hiện tại. Nhìn rất nhiều độc sư ở trước mắt đằng đằng sát khí, da đầu Trương Huyền run lên. Thật sự không được, thả ra đám gia hỏa Tử Diệp Vương, Tử Dương Thú, giết tất cả đám độc sư này, diệt trừ u ác tính của xã hội. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nhịn không được lắc đầu. Hắn là danh sư, không phải đao phủ, mặc dù đối phương là độc sư, nhưng không có làm hại ai, đuổi tận giết tuyệt mà nói, không nói trước đạo nghĩa, trên tâm lý cũng không qua được. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Không biết Hứa trưởng lão ở địa phương nào. Cục diện này, có lẽ hắn còn có thể hỗ trợ trung hòa thoáng một phát, giải thích một tiếng. Hứa trưởng lão dẫn sói vào nhà, chém giết trưởng lão ta, tội ác tày trời,
ta đã phái người tạm giam, đợi chờ xử lý. Nghe hắn nói, điện chủ nghiến răng. Nếu không phải Hứa trưởng lão mang ra hỏa không rõ lai lịch này đến, độc điện sao tổn thất thảm trọng như vậy, mặc kệ xử lý Tôn Cường như thế nào, người phía trước cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Phản bội độc điện, cái này, Hứa trưởng lão trung thành và tận tâm, quyết định như vậy có phải quá vội vàng hay không? Trương Huyền đứng lên, nhịn không được thay hắn giải thích. Tìm hắn phiền toái cũng được, dù sao họa là nhục thân xông ra, nhưng... thật không quan hệ Hứa trưởng lão a. Vất vả dẫn hắn tới đây, một đường hảo tâm giảng giải, nếu bởi vậy liên quan đến mà nói, chân tâm băn khoăn. Thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng mà cừu hận giết nhiều trưởng lão như vậy, không thể không báo, coi như độc điện ta chiến tử không còn một người, cũng sẽ không lùi bước. Gào thét một tiếng, điện chủ nói. Mặc kệ đối phương là mộng du giết người, hay cố ý gây nên, nhiều trưởng lão như vậy bởi vì hắn mà chết, cừu hận đã xuất hiện, không cách nào vãn hồi. Nếu không, bởi vì hắn thực lực mạnh liền nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tùy ý giết người, mặt mũi độc điện đặt ở nơi nào? Không phải phụ lòng liệt tổ liệt tông sao? Người tới, dẫn Hứa Du tới, trước giết hắn, lại cùng nhau đối phó gia hỏa này. Bàn tay chặn lại, điện chủ hét lớn. Vâng. Hai vị trưởng lão chần chừ một chút, quay người bay ra ngoài, không lâu sau, áp giải Hứa trưởng lão tới đây. Lúc này, cấm chế trên người Hứa Du đã được cởi bỏ, chứng kiến đầy đất bừa bộn, bờ môi run rẩy, ánh mắt không ánh sáng, tràn đầy tự trách. Ở hắn xem ra, nếu không phải hắn mang Tôn Cường đến, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này, sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước chết là mình, mà không phải Tiết trưởng lão. Ngươi còn có gì muốn nói không? Điện chủ nhìn qua, ta, thân thể cứng ngắc, một lát sau, Hứa trưởng lão thở dài một tiếng. Xông ra tai họa lớn như vậy, bất luận trừng phạt gì, ta đều tiếp nhận. Là hắn nhận thức người không rõ, mới biến thành cục diện hiện tại, thân là độc sư, muôn lần chết không thể tha thứ. Biết tội là tốt rồi. Quay đầu đi, điện chủ phân phó một tiếng. Động thủ đi. Hắn cũng không muốn giết đối phương, nhưng gây ra tai họa, không làm ra quyết định, như thế nào phục chúng. Làm sao lại đối phó đại ma đầu trước mắt? Vâng. Mấy vị trưởng lão khác nhẹ gật đầu, vẻ mặt khó xử nhìn qua. Không cần các ngươi xuất thủ, ta tự mình tới. Biết rõ những lão hữu này khó có thể ra tay, Hứa trưởng lão cắn răng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đang muốn tự đoạn tâm mạch, tự sát thân vong, chợt nghe thanh âm của Tôn Cường vang lên. Chậm đã. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước Tôn Cường còn tràn đầy lo lắng, sắc mặt bình ổn lại, đầu lâu khẽ giơ lên, chắp hai tay sau lưng, mang theo vẻ cao cao tại thượng, không hề bận tâm. Nếu như sự tình náo đến một bước này, xem ra cũng không cần phải giấu giếm thân phận. Thân phận? Mọi người nhíu mày. Điện chủ cũng nhìn không được nữa nhìn qua. Không sai. Nhẹ gật đầu, thanh âm của Trương Huyền bằng phẳng, mang theo hờ hững. Các ngươi có biết tổ tiên khai phái độc điện là loại thể chất gì không? Khai phái tổ tiên tiên thiên độc thể, trời sinh không ý kỵ độc vật, mới sáng chế chức nghiệp độc điện này, danh dương thiên hạ. Tuy rất muốn giết chết gia hỏa trước mắt, nhưng biết rõ tùy tiện xuất thủ, thua thiệt là hắn, cố nén tức giận, điện chủ giải thích nói. Thân là độc sư, sự tích của tổ sư khai phái cũng không lạ lắm. Đúng vậy, là tiên thiên độc thể. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Các ngươi có biết, lúc trước các ngươi hạ nhiều độc như vậy, vì sao một chút tác dụng cũng không có không? Cái này, chương 1864, ta là các ngươi tổ sư khai phái 2. Mọi người sững sờ. Kỳ thật đây cũng là chỗ bọn hắn kỳ quái. Ngay cả bỏ cánh cứng của điện chủ cũng không để ý, đến cùng loại giải dược nào, mới có thể cường đại như thế. Chẳng lẽ, ngươi cũng là tiên thiên độc thể? Thân thể của điện chủ cứng ngắc, nhìn không được nhìn qua. Đối phương trước tiên nói về tổ tiên khai phái, còn nói bản thân không ý kỵ độc dược, lại không nghĩ ra được, thật sự là choáng váng. Ta không phải. Trương Huyền lắc đầu. Không phải. Mọi người nhìn nhau, không phải. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Trên thực tế, phải hay không, ta cũng không cách nào xác nhận, chỉ biết là, một khi tu luyện, sẽ lâm vào trạng thái đặc thù, giống như thay đổi hồn phách, thân thể không nghe bản thân khống chế. Lúc này ý thức khống chế thân thể, bách độc bất xâm, bất luận độc vật gì, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Trương Huyền tiếp tục nói. Thay đổi hồn phách, bách độc bất xâm. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ,
người đây là giảng chuyện ma quỷ à? Không sai. Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Khả năng các ngươi không tin, nhưng mà sự thật chính là như thế. Vừa rồi cùng các ngươi chiến đấu, nguy hiểm như vậy, từ đầu đến cuối, ta cũng không có mở mắt à. Mọi người gật đầu. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác từ chiến đấu bắt đầu sẽ không mở mắt, giống như mộng du. Kỳ thật không phải ta không muốn mở, mà là bị một ý thức khác khống chế, cái gì cũng không biết. Mà cái ý thức này, nếu như đoán không sai, đúng là tổ sư khai phái của Độc Điện. Trương Huyền nói, trong cơ thể còn có một ý thức, là tổ sư khai phái của Độc Điện. Nói đùa gì vậy? Mọi người nhíu mày. Tổ sư khai phái của Độc Điện, là nhân vật cùng thời với Khổng Sư, khoảng cách hiện tại không dưới mấy vạn năm, coi như còn sống cũng phi thăng tiên giới, làm sao có thể ý thức bám vào trên thân gia hỏa này. Cái thuyết pháp này ta biết rất hoang đường, nhưng mà sự thật như thế, như vậy đi, ta tiếp tục tu luyện, để cho hắn khống chế thân thể, có lẽ các ngươi sẽ biết rõ đáp án. Lắc đầu, trên mặt Trương Huyền lộ ra vẻ làm khó, chần chừ một chút, cắn răng một cái, lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất. Ầm ầm. Hắn vừa mới ngồi xuống, mọi người lập tức cảm thấy toàn bộ đại trận của hòn đảo, như bị người khống chế, phát ra thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, Tôn Cường, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo tang thương cùng trầm trọng. Như thế nào, các ngươi chất vấn thân phận của ta? Cái thanh âm này, cùng tiếng nói của Tôn Cường lúc trước, hoàn toàn bất đồng, tựa hồ mang theo cuồng bạo cùng giết chóc, bất quá, không có đáng sợ như dị linh tộc, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác cực kỳ khủng bố. Giống như bị áp bách lâu rồi, tùy thời không chịu nổi, linh hồn tan vỡ. Đồng tử mọi người co rụt lại. Vô luận là thanh âm, hay khí tức, cùng hoàn toàn bất đồng lúc trước, có thể rõ ràng kết luận, tuyệt đối là hai người. Hơn nữa, cái khí tức này, càng thêm trầm trọng, càng thêm cổ xưa, làm cho người ta có cảm giác xuyên việt lịch sử. Tiền bối, ngươi nói ngươi là, tổ sư khai phái của chúng ta, làm sao chứng minh? Dưới khí tức áp bách. Trên đầu điện chủ ứa ra mồ hôi lạnh, nhịn không được nghiến răng. Ta còn cần chứng minh cho các ngươi, ngươi tính là thứ gì? Tôn Cường khoanh chân ngồi gầm lên một tiếng. Không phải chúng ta chất vấn thân phận của tiền bối, mà là. Tổ sư khai phái đã biến mất vài vạn năm, nhưng bây giờ nói cùng vị Tôn Cường này dùng chung một thân thể, hậu bối thật sự khó có thể lý giải. Điện chủ nghiến răng. Ta biết rõ ngươi khẳng định không nghĩ ra, cũng được. Nghe được hắn nói. Tôn Cường cũng không có phản bác giống như lúc trước, mà dừng lại một chút, như nhớ lại sự tình khổ sở, thản nhiên nói. Ta kỳ thật chỉ là một đạo tàn hồn, trong lúc vô tình gửi lại ở trên một cây địa ngục thất tâm liên, kéo dài hơi tàn. Là Tôn Cường này mang ta từ trong di tích ra ngoài. Từ đó về sau, liền gửi ở trên người hắn, chỉ có lúc đối phương tu luyện mới có thể xuất hiện. Nếu không, ngươi cho rằng lấy thực lực tòng thánh của tiểu tử này, có thể xem thấu đại trận, bách độc bất xâm. Thậm chí đơn giản đánh bại ngươi. Tôn Cường khẽ nói. Điện chủ sửng sốt. Nói thật, hắn cũng một mực không thể tin được. Thực lực của đối phương, đích đích xác xác chỉ có tổng thánh, mà hắn là thánh vực tam trọng đỉnh phong không thể thật hơn. Coi như là bản mệnh độc trùng bị giết, thân thể bị hao tổn, thực lực triển khai không ra, thánh vực nhị trọng đỉnh phong vẫn phải có. Đối phương một tổng thánh, cùng hắn đánh khó phân thắng bại, chỉ hơi yếu một bậc. Từ khi tu luyện đến nay, còn chưa từng nghe qua thiên tài lợi hại như thế. Mấu chốt nhất là, chân khí trong cơ thể như vô cùng vô tận, giết mười mấy vị trưởng lão, kích thương một vị phó điện chủ, lại cùng bản thân đánh lâu như vậy, còn khí định thần nhàn. Quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, gia hỏa này đối với độc căn bản không quan tâm. Độc trùng của mình cắn lên, chẳng những không có việc gì, còn trực tiếp bị độc chết. Muốn nói không có quỷ dị, đánh chết cũng không tin. Còn có trận pháp, đối phương đơn giản khống chế, tuyệt đối không phải một tòng thánh có thể làm được. Tiền bối nói mình là tàn hồn của tổ sư khai phái chúng ta, không biết có chứng cứ gì. Trong lòng hơi hoài nghi, điện chủ vẫn nhịn không được nói. Hừ, vốn ta không cần giải thích cho các ngươi, người dám chất vấn, giết toàn bộ là được. Bất quá, Tôn Cường này không muốn sinh linh đồ thán, khuyên ta nhiều lần, cũng không tiện nhiều lời. Tôn Cường hừ một tiếng. Tổ sư khai phái của các ngươi, không chỉ là tiên thiên độc thể, càng là tiên thiên độc hồn thể. Thân là độc sư, như thế nào xác định tiên thiên độc hồn thể hẳn không cần ta nhiều lời a. Chương 1865, Bái kiến tổ tiên 1. Tiên thiên độc hồn thể.
dừng lại một chút, điện chủ nhẹ gật đầu. Tiên thiên độc hồn thể, tên như ý nghĩa, hồn phách đối với độc dược không hề sợ hãi, bách độc bất xâm, loại thể chất đặc thù này, vài vạn năm qua, ngoại trừ người sáng lập độc điện kia, chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa từng nghe nói qua, nếu như có thể xác định, tàn hồn là loại thể chất này, hầu như đã có thể chứng minh, đối phương chính là tổ sư khai phái. Mặc dù không phải, có được loại năng lực đặc thù này, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu độc dược, cũng có thể càng chạy càng xa, danh dương thiên hạ, đạt tới cửu tinh độc sư đều là dễ dàng. Nghĩ tới những thứ này, điện chủ không có trầm tư quá lâu, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một cái bình ngọc. Không quá giống cái chai khác chứa đựng dược vật, lớn cỡ bàn tay, bề ngoài dùng văn tự đặc thù điêu khắc một tí phong ấn kỳ quái. Thân thể, tôn cường, cứng nờ, như phát hiện cái gì khó có thể tin, ngay sau đó lần nữa khôi phục biểu lộ không hề bận tâm. Đây là đồ vật có thể độc chết linh hồn, thanh thiện sát độc, lấy sát khí của dị linh tộc làm nguyên liệu, phối hợp vô số dược liệu quý hiếm cô đọng thành, là một vị tổ tiên của Hồng Viễn độc điện lưu lại, hồn phách của cường giả thánh vực tứ trọng cũng có thể đơn giản độc chết. Bây giờ ta cũng phối chế không ra. Điện chủ giải thích một tiếng, nhìn lại. Nếu như người thật sự là tiên thiên độc hồn thể, tất nhiên có thể ngăn trở, sẽ không bị tổn thương. Kiểm tra đo lường tiên thiên độc hồn thể, không có những biện pháp khác, chỉ có một. Lấy độc khảo thí. Chỉ cần không có việc gì, tương đương không nói dối. Nếu chết rồi, cũng coi như thay tất cả trưởng lão báo thù. Tốt. Tôn Cường nhẹ gật đầu, ngón tay nhất câu, bình ngọc chậm rãi bay tới. Không chần chờ chút nào, trực tiếp vẹt nắp bình ra, lập tức, một cỗ sát khí đặc thù mãnh liệt trào ra, đâm vào trong đầu, tựa như cuồng phong sóng lớn. Đám người điện chủ vội vàng nhìn sang, phát hiện bị độc khí trong bình công kích, Tôn Cường cũng không có xuất hiện suy yếu, ngược lại sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ ăn vật đại bổ. Thật giống như đây không phải độc vật, mà là thuốc bổ nào đó. Truyền thuyết tiên thiên độc thể, có thể ăn độc, chỉ cần có đầy đủ độc dược, tu vi cùng lực lượng đều có thể gia tăng rất nhanh, chẳng lẽ là thật? Một vị trưởng lão thì thào nói, tiên thiên độc thể tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn cũng không có gặp qua, nghe nói, người có được loại này thể chất, thích hợp tu luyện chức nghiệp độc sư, người khác nuốt độc dược sẽ bị độc chết, mà loại người này, có thể chuyển hóa làm lực lượng, từ đó tu vi tăng nhiều. Chính bởi vì có loại năng lực này, mới bị vô số độc sư hâm mộ cùng ghen ghét. Thanh thiện sát độc là một loại dược vật chủ công linh hồn, đối với nhục thân không có ảnh hưởng, đối phương thôn phệ, linh hồn chẳng những không bị thương, còn giống như đại bổ, đủ để nói rõ vấn đề. Chỉ sợ thật là, tiên thiên độc hồn thể. Có được loại thể chất này, lại có thể liếc xem thấu huyền bí của độc điện đại trận, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến, vị trước mắt này coi như không phải tổ sư khai phái, cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hiện tại có thể xác nhận chưa? Trong lòng đang suy tư, Tôn Cường ở đối diện nói. Ta, điện chủ trần chờ. Tuy xác định đối phương là tiên thiên độc hồn thể, nhưng muốn nói là tổ tiên khai phái độc điện, vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Như thế nào, còn chưa tin, nếu không phải Tôn Cường đau khổ cầu khẩn, để ta không giết chóc, chỉ bằng vào loại chất vấn này, đã giết sạch bọn ngươi. Ầm ầm, kèm theo tiếng quát phẫn nộ, một cỗ khí tức cường đại tới cực điểm, từ trong cơ thể Tôn Cường, bộc phát ra, thật giống như người trước mắt là thần linh, mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm. Hồng Viễn độc điện điện chủ, Nhược Thanh Viễn gặp qua tổ sư. Cảm nhận được cỗ khí tức này, điện chủ không tiếp tục hoài nghi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối phương không sợ kịch độc, nắm trong tay toàn bộ độc điện đại trận, qua lại tự nhiên, lực lượng vô cùng vô tận, mọi người không là đối thủ. Dưới ưu thế như vậy, hoàn toàn có thể đồ sát nhóm người mình sạch sẽ, không cần phải nói nhảm giải thích. Có lẽ, độc điện tổ sư, thật ẩn thân ở trong địa ngục thất tâm liên, tàn hồn còn sống. Nghĩ thông suốt những thứ này, kính sợ đồng thời cũng đầy kích động. Tổ sư khai phái, lại có thể xuất hiện ở nơi đây, không nói mặt khác, chỉ cần hơi chút chỉ điểm, có thể cam đoan thực lực của bọn hắn tăng nhiều, lực lượng của toàn bộ Hồng Viễn độc điện tăng lên một mảng lớn, đều ở trong tầm tay. Có thể nói đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Coi như có chút nhãn lực, sở dĩ TTA có thể còn sống, là nhờ có vị Tôn Cường này. Thấy đối phương thừa nhận, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, duỗi ra ngón tay, chỉ bản thân. Ánh mắt như trước không có mở ra, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, không có hắn, chỉ sợ ta sớm đã tan thành mây khói, triệt để tử vong. Bởi vậy,
về sau đối với hắn nói là nói gì nghe nấy, phân phó của hắn, chính là ý của ta, dám có vi phạm. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vâng. Nhược Thanh Viễn Điện Chủ cùng tất cả trưởng lão còn thừa lại đồng thời gật đầu. Tổ sư bàn giao, không dám không theo. Mặt khác, những trưởng lão kia cùng Minh Phó Điện Chủ là ta giết, cùng hắn không quan hệ, nếu như muốn báo thù, tới tìm ta là được. Trương Huyền nói tiếp. Chúng ta không dám. Nhược Thanh Viễn vội vàng lắc đầu. Đám người Minh Phó Điện Chủ đắc tội tổ sư, bị giết bị thương, đều là trừng phạt đúng tội, hậu bối không dám báo thù. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thanh âm yên tĩnh lại, sau đó chậm rãi mở mắt, tràn đầy mê mang cùng đơn thuần, tựa hồ đối với sự tình lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1866, Bái Kiến Tổ Tiên 2. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Điện chủ, kính xin không nên làm khó Hứa trưởng lão, hắn thật là vô tội. Nhìn vẻ mặt hắn không rõ ràng cho lắm, biết rõ hồn phách, tổ sư, yên tĩnh lại, Nhược Thanh Viễn vội vàng ôm quyền. Tôn độc sư nói đùa, tổ sư đã nói với chúng ta rõ ràng, đám người hoàng trưởng lão là gieo gió gặt bão, Hứa trưởng lão chẳng những không có lỗi, ngược lại công huân chắc tuyệt, cần ngợi khen, từ hôm nay trở đi, liền thay thế Minh Chân, trở thành độc điện phó điện chủ. Trở thành phó điện chủ. Hứa trưởng lão ngẩn ngơ. Điện chủ, tư lịch của ta còn chưa đủ. Hắn chỉ là lục tinh đỉnh phong, muốn trở thành phó điện chủ, ít nhất cũng muốn đạt tới thất tinh, tùy tiện đề bạt, chỉ sợ những người khác sẽ nghị luận. Ta nói người đủ là đủ, không cần từ chối. Nhược Thanh Viễn khoát tay áo. Mời tổ sư đến, công lao to lớn, không thể đo lường, tương lai còn trông chờ đối phương nói tốt vài câu, để cho tổ sư chỉ điểm một chút ha. Được rồi. Thấy không cách nào từ chối, Hứa trưởng lão đành phải nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa, trong mắt tràn đầy bội phục. Khó trách hắn bách độc bất xâm, đối với độc lý giải sâu sắc như vậy, nghe xong một lát, để cho hắn cũng hiểu ra. Nguyên lai tàn hồn của tổ sư tiến nhập trong cơ thể, loại cơ duyên này, không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Xem ra hồ lộng qua rồi. Thấy mọi người tin tưởng không nghi ngờ, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa nhìn về phía văn tự trên cái chai, nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía điện chủ. Điện chủ, ta muốn hỏi một chút, phía trên này, là văn tự gì? Ngươi có biết không? Văn tự phong ấn thanh thiện sát độc trên bình ngọc, lúc trước hắn gặp qua. Cùng Ngô Dương Tử lưu lại bản đồ giống như đúc. Nguyên nhân chính là như thế, tinh thần quét đến mới tràn đầy kích động, giờ phút này, nhịn không được nữa hỏi lên. Cái này, ta cũng không biết, 2000 năm trước. Một vị điện chủ của độc điện chúng ta, từ trong một di tích nhận được một quyển sách cổ, trong đó chính là dùng loại văn tự này viết, bởi vì không biết, nên không có nghiên cứu ra cái gì, bất quá, một lần ngẫu nhiên phát hiện, loại văn tự này, đối với phong ấn sát khí có hiệu quả, vì vậy, liền thác ấn lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhược Thanh Viễn nói. Sách cổ, phong ấn sát khí. Trương Huyền nhíu mày. Hắn là muốn biết văn tự, như thế nào kéo đến phong ấn sát khí. Bản sách cổ kia, còn không, không biết, có thể mượn cho ta xem một chút hay không? Suy nghĩ một chút, không rõ xảy ra chuyện gì, Trương Huyền hỏi. Địa đồ đánh dấu là địa danh bình thường, không có sai lầm, thư viện phân tích không ra cái gì, nhưng nếu có một quyển thư tịch hoàn chỉnh thì tốt rồi, hoàn toàn có thể phỏng đoán ra ý tứ của văn tự. Lại nói, 2000 năm trước, bề ngoài giống như tương tự thời gian địa đồ mà Tử Diệp Vương nói xuất hiện, cả hai có thể có liên hệ gì hay không? Sách cổ, lúc trước vì quyển sách này, độc điện tử thương không ít tinh anh, vị điện chủ kia cảm thấy không nỡ, trước khi chết, liền theo hắn chung một chỗ mai táng. Nhược Thanh Viễn lắc đầu. Mai táng? Trương Huyền nhíu mày. Không biết chôn ở nơi nào? Ở điện chủ lăng. Nhược Thanh Viễn nói. À, nghe được ở chỗ này, Trương Huyền không muốn hỏi nhiều. Điện chủ lăng thuộc về cấm địa, ngoại trừ điện chủ không người có thể đi vào. Hỏi quá nhiều, tất nhiên gây nên đối phương hoài nghi. Xác nhận thân phận của Tôn Cường, Nhược Thanh Viễn không dám nhiều lời, lần nữa an bài chỗ ở mới. Còn khảo hạch độc sư, đối phương ngay cả độc trùng của hắn cũng có thể giết chết, tiếp tục khảo hạch cũng không ý nghĩa, trực tiếp hỗ trợ xin huy chương thất tinh. Ta đi tàng thư điện nhìn sách một chút. Đã có huy chương thất tinh, cộng thêm thân phận, tổ sư, Trương Huyền đi tàng thư điện đọc sách, đã không cần lén lút, hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Vâng. Đám người Nhược Thanh Viễn không nói thêm lời, đưa đến cửa ra vào tàng thư điện,
thấy hắn đi vào, lúc này mới từng cái nhìn nhau. Hứa phó điện chủ, chư vị, đều đi chỗ ở của ta. Ân, mọi người nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng điện chủ, không lâu sau, đến tiểu viện của hắn, khởi động trận pháp ngăn cách khí tức, Nhược Thanh Viễn lần nữa nhìn về phía mọi người. Chư vị, đối với chuyện ngày hôm nay, các ngươi thấy thế nào? Nếu như xác định trong cơ thể Tôn Cường này hồn phách, là tiên thiên độc hồn thể, có thể xác nhận, hắn cùng tổ sư khai phái có quan hệ cực kỳ mật thiết. Đúng vậy, tiên thiên độc hồn thể, ngoại trừ tổ sư năm đó, thì chưa từng nghe những người khác có. Mấy vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Bọn hắn đối với thân phận tổ sư của Tôn Cường, đã tin tưởng không nghi ngờ. Hứa phó điện, chủ ngươi thì sao? Có thể nói tình cảnh gặp mặt Tôn độc sư này kỹ càng một chút hay không? Nhược Thanh Viễn nhìn qua. Chương 1867, người độc điện tổng bộ tới 1. Hứa Du trưởng lão nhẹ gật đầu, nói sự tình gặp Trương Huyền kỹ càng một lần. Ngươi nói, Tĩnh Viễn Thành xuất hiện một vị dị linh tộc thánh vực tứ trọng. Hơn nữa muốn giết ngươi, là Tôn độc sư cứu ngươi ra. Mọi người giật nảy mình. Bản thân dị linh tộc vốn cường đại, ở thánh vực tứ trọng càng đáng sợ, đối phương bốc lên nguy hiểm lớn như vậy cứu hắn, phần gan dạ sáng suốt này, liền không phải bọn hắn có thể so sánh. Không chỉ như thế, trên đường Tôn độc sư tới còn giảng giải trụ cột dùng độc cho ta, bởi vì quá mức thâm ảo, không có nhớ kỹ quá nhiều, bất quá, từ những thứ ta nhớ kỹ, chỉ cần lĩnh ngộ, cũng có thể được lợi cả đời. Hứa Du nhìn không được nói. Nói nghe một chút. Nghe được, tổ sư, giảng bài, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, từng cái nhìn lại. Hứa Du không có giấu giếm, nói hết trong đầu có thể nhớ kỹ. Nghe xong hắn giảng giải, tất cả mọi người đều kích động đến sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Giống như đối phương nói, mặc dù chỉ là trụ cột, lại trực chỉ đại đạo, khiến người ta nghe qua như có loại hiểu ra. Không cần đoán. Hồn phách kia nhất định là tổ sư khai phái. Trừ hắn ra, thật sự nghĩ không ra, còn có người nào, có thể đối với dùng độc có được lý giải sâu sắc như vậy. Thảo luận một lát, Nhược Thanh Viễn nhịn không được nói. Lúc trước đối với thân phận của đối phương, tuy đã tin tưởng đại bộ phận, vẫn còn có chút nghi hoặc, giờ phút này nghe được Hứa trưởng lão giải thích, không còn hoài nghi. Cũng chỉ có người sáng lập chính thức của độc điện, mới có thể lĩnh ngộ độc sâu như vậy, pháp quyết tu luyện đơn giản nhất. Cũng có thể giảng giải không kém chút nào, trực chỉ đại đạo thâm ý. Tốt rồi, phái người nắm chặt thời gian chữa trị kiến trúc hư hao, đoạn nhân, minh chân đắc tội tổ sư, chịu hình phạt độc chết. Trong lòng xác nhận, Nhược Thanh Viễn phân phó. Vâng, mọi người gật đầu đáp ứng. Đám người đoạn nhân, minh chân tự rước lấy nhục không nói, còn làm liên lụy tới nhiều người như vậy, tội không thể thứ. Hôm nay liền đến nơi đây, Hứa phó điện chủ, người đi tàng thư điện chờ đợi. Một khi Tôn độc sư xem sách xong, liền kêu ta. Nhược Thanh Viễn nhẹ gật đầu. Vâng. Hứa Du đáp một tiếng, đang muốn đứng dậy, chỉ thấy điện chủ nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện. Ngọc bài phóng ra hào quang ôn nhuận, có người đưa tin tới. Nhìn thoáng qua, điện chủ vội vàng đứng dậy, nhãn tình sáng lên. Người tổng bộ, đến. Người tổng bộ tới. Mọi người sững sờ. Nói là hai vị độc sư thất tinh đỉnh phong sắp đến, muốn chúng ta nghênh đón. Nói xong, điện chủ vội vã đi ra ngoài. Mọi người theo sát. Không lâu sau, đi tới địa phương lúc trước Hứa trưởng lão cùng Trương Huyền cưỡi thánh thú phi hành hạ xuống, không đợi bao lâu, liền chứng kiến phong ấn mở ra, một thánh thú thật lớn chậm rãi bay tới. Trên lưng thánh thú, hai lão giả ngạo nghễ đứng thẳng, còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta có cảm giác uy áp cường đại. Độc sư thất tinh đỉnh phong, cường giả thánh vực tứ trọng. Bạch độc sư, hải độc sư. Nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, Nhược Thanh Viễn nhíu mày, vội vàng ôm quyền khom người. Tuy Hồng Viễn độc điện rất che giấu, nhưng mà cùng tổng bộ liên hệ rất mật thiết, bạch độc sư Bạch Đình, hải độc sư Hải Minh Kim, ở trong phân bộ cấp, đều tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ lợi hại. Bạch độc sư khoát tay áo, từ trên lưng thú rơi xuống, nhìn hắn nhíu mày. Không biết nhược điện chủ của các ngươi đâu, như thế nào không có tới đây nghênh đón. Khục khục, ta chính là điện chủ Nhược Thanh Viễn. Nhược Thanh Viễn tràn đầy lúng túng. Hắn bị Trương Huyền đập mặt mũi bầm dập, đừng nói hai người bọn họ nhận không ra, coi như là vợ, cha mẹ hắn có thể nhận ra hay không cũng không nhất định. Ngươi, bạch độc sư liếc hải độc sư, khóe miệng đồng thời co lại. Nhược điện chủ,
ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Nhược Thanh Viễn là độc sư đồng cấp với bọn hắn, tuy thực lực không bằng, nhưng cũng chênh lệch không tính quá xa, người mạnh như thế ở địa bàn của mình, bị đánh thành bộ dạng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng khiếp sợ, nhìn lại mấy vị trưởng lão khác, nhìn thoáng qua, mí mắt lần nữa co giật. Chỉ thấy những trưởng lão này, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có tổn thương, chỉ có một vị, coi như hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này, nói rất dài dòng, hai vị tự mình đến, không biết tổng bộ có gì bàn giao. Cười khổ lắc đầu, Nhược Thanh Viễn nhìn lại. Không phải là không muốn nói, mà là thật sự quá xấu hổ chết người ta rồi. Hơn 2.000 năm trước, phân bộ các ngươi từ trong di tích ở Hỏa Nguyên Thành, có phải đạt được qua một quyển sách hay không? Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Bạch Độc Sư cũng thức thời không hề hỏi thăm, nói. Vâng. Nhược Thanh Viễn nhẹ gật đầu. Quyển sách này lúc trước mới cùng Tôn Độc Sư nói thoáng qua, nhớ kỹ rất rõ ràng. Có là tốt rồi, lần này tổng bộ phái chúng ta tới, chính là muốn thu hồi quyển sách này. Chương 1868, người độc điện tổng bộ tới 2. Nghe được hắn không có phủ nhận, Bạch Độc Sư thở dài một hơi, nói. Thu hồi. Không nghĩ tới tổng bộ phái hai vị độc sư thất tinh đỉnh phong tới, phí chắc trở lớn như vậy, chỉ vì một quyển sách, dừng lại một chút, Nhược Thanh Viễn mới nói. Quyển sách này đã bị đặt ở điện chủ lăng, nếu như hai vị không nóng nảy, có thể tới khách điện chờ đợi trước. Quyển sách kia ở chỗ này, cũng không có bất kỳ tác dụng, nếu như tổng bộ phái người tới lấy, cho bọn hắn là được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đám người Hứa trưởng lão đứng ở cách đó không xa, sắc mặt có chút lúng túng. Trong đó một vị trưởng lão nhìn không được nữa, đè thấp thanh âm truyền tới. Điện chủ, khách điện đã bị phá hủy. Lúc trước giao chiến sụp đổ rất nhiều kiến trúc, khách điện thình lình cũng nằm trong đó. Hiện tại một mảnh phế tích, mang hai vị khách từ tổng bộ đến đi qua mà nói, thực sự quá mất mặt. Ách, đối phương vừa nói, lúc này Nhược Thanh Viễn mới nghĩ tới, vội nói. Ta mang nhị vị tới chỗ ở của ta nghỉ ngơi. Chỗ ở của ngươi. Bạch. Hải hai vị độc sư nhíu mày. Nếu như bọn họ lấy thân phận tư nhân tới đây du ngoạn, đi chỗ ở của đối phương, không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ đại biểu tổng bộ đến, tự nhiên phải lấy lễ tiết khách quý đối đãi, không đi khách điện, trực tiếp đưa đến trong nhà, tính là sự tình gì. Hai vị có chỗ không biết. Nhìn ra biểu lộ của bọn hắn không đúng, Nhược Thanh Viễn cười khổ lắc đầu. Trên đường các ngươi sẽ biết. Nói thật, cũng không biết mở miệng như thế nào. Một đường phi hành về phía trước, rất nhanh, hai vị độc sư từ tổng bộ tới, liền chứng kiến phế tích đầy đất, cùng với nửa cái thành thị không sai biệt lắm sụp xuống, liếc mắt nhìn nhau, đều phát mộng. Cái này, hải độc sư nhìn không được chỉ qua. Nơi này là độc điện, khắp nơi đều là người một nhà, sao làm thành bộ dạng này? Ai, chuyện này thật sự là, sỉ nhục của Hồng Viễn độc điện chúng ta. Nhược Thanh Viễn nói, tuy hai vị này thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng là độc sư thất tinh, cấp bậc không thấp bao nhiêu, xử lý chuyện này thất bại như thế, thật sự có chút mất mặt. Lúc trước nếu không phải lỗ mãng như vậy, hỏi rõ ràng đối phương rút cuộc là người nào, sẽ không trở thành như thế này, để cho người tổng bộ tới chế giễu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn các trưởng lão, điện chủ trước mắt từng cái mặt mũi bầm dập, lại nhìn xem phế tích đầy đất, Bạch độc sư cũng nhìn không được nữa. Là như thế này. Biết không nói ra. Đối phương khẳng định còn sẽ hỏi thăm, Nhược Thanh Viễn chần chừ một chút, chuyện phát sinh lúc trước, kỹ càng nói một lần. Ngươi nói cái gì, hồn phách tổ tiên khai phái gửi lại ở trong thân thể Tôn Cường. Nghe xong, Bạch độc sư nhíu mày. Điều đó không có khả năng. Khai phái tổ tiên của độc điện chúng ta, ngoại giới được xưng độc tôn giả, trên thực tế, ở trong thư tịch của tổng bộ từng có ghi chép, là thân nữ nhi, tự xưng độc tiên tử, làm sao có thể phát ra giọng nam. Huống chi. Năm đó cùng người giao chiến, hồn phi phách tán, cái gì cũng không có lưu lại, làm sao có thể gửi lại ở trong địa ngục thất tâm liên còn sống. Tuyệt đối là giả dối. Khai phái tổ tiên, là nữ. Nhược Thanh Viễn sững sờ. Mặc dù đối với dự tích của tổ sư khai phái biết rõ không ít, nhưng mà... vị tổ tiên này, đến cùng là nam hay nữ, còn là không rõ ràng. Đúng vậy, thư tịch về tổ tiên, tuy ta chưa có xem, nhưng nghe một vị độc sư bát tinh từng nói qua. Nghe nói bên tổng bộ còn có đệ tử nàng lưu lại pho tượng. Đoạt xá nam tử, hơn nữa phát ra giọng nam, không cần nghĩ, là giả. Hải độc sư cũng lắc đầu. Nhưng thanh thiện sát độc đối với hắn thật không có tác dụng.
hơn nữa bản thân cũng bách độc bất xâm. Một trưởng lão nhịn không được nói. Tuy thanh thiện sát độc lợi hại, nhưng vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể hóa giải. Ta chỗ này có một quả thiên hương giải độc đan, là một vị độc sư bát tinh luyện chế, chỉ cần nuốt vào, cho dù là kịch độc thất tinh đỉnh phong, cũng không thể làm bị thương mảy may. Thấy hắn có nghi vấn, bạch độc sư nói. Coi như không phải những thánh dược giải độc này, một ít thiên tài địa bảo đặc thù cũng có năng lực giải độc, không nói cái khác, Hoàng thất Hồng Viễn Đế quốc có một cây thánh vực bồ đề thụ, nếu như loại thực vật này, đạt được nguyên thần của thánh vực tứ trọng bồi dưỡng, kết xuất bồ đề quả, đồng dạng có thể giải bách độc, độc thất tinh cấp, là không có tác dụng, thậm chí dược vật có thể độc chết linh hồn, cũng không coi vào đâu. Cái này, Nhược Thanh Viễn sững sờ. Tuy cùng đối phương là độc sư thất tinh, nhưng hai vị này dù sao cũng là từ tổng bộ tới đấy, vô luận tầm mắt hay kiến thức, cũng không phải hắn có thể so sánh. Ý của ngươi, hắn vô cùng có khả năng là một tên lường gạt. Trưởng lão lúc trước hỏi nhướng mày. Đây cũng không phải, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Đối phương chỉ là tòng thánh liền có được thực lực ngay cả ngươi cũng không thể chiến thắng, bỏ cánh cứng của ngươi cắn đối phương, chẳng những không có việc gì, ngược lại bị độc chết. Ta cũng không thể làm được, trừ khi đạt tới bát tinh, nhưng người có loại thực lực này, không cần phải làm như vậy. Bạch độc sư lắc đầu. Tuy cảm thấy, Tôn Cường, nói tổ sư khai phái phụ thể không đúng, nhưng tình huống khác, cũng không biết giải thích như thế nào. Khiến người ta vô cùng kỳ quái là, đối phương không có yêu cầu khác, nếu quả thật có mưu đồ mà nói, dùng thân phận giả hù dọa đối phương, nhất định sẽ đưa ra yêu cầu, tuyệt không chỉ có là đọc sách đơn giản như vậy. Như vậy đi, ngươi nói Tôn Cường này hiện tại còn ở tàng thư điện sao? Suy tư một lát, thật sự nghĩ không ra như thế nào, bạch độc sư nhìn qua, ánh mắt lóe lên. Nếu không như vậy đi, ta thay các ngươi thăm dò thoáng một phát, nhìn xem trình độ của người này đến cùng cao bao nhiêu, nếu như là giả dối, sẽ đích thân xuất thủ đánh chết. Cái này, do dự một chút, Nhược Thanh Viễn nhẹ gật đầu. Được. Chương 1869, bạch độc sư tới chơi 1. Đi vào tàng thư điện, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hắn muốn giả mạo tổ sư khai phái của độc điện, mà là tình huống lúc đó, thật sự không có những biện pháp khác. Không nói như vậy, Hứa trưởng lão vô cùng có khả năng tự sát thân vong, cùng độc điện cũng không đội trời chung, không còn chỗ trống quay lại, như vậy mặc dù có chút kéo đại kỳ, nhưng dù sao cũng giải quyết toàn bộ vấn đề, còn không chậm trễ đọc sách, một mũi tên trúng hai con chim nha. Đương nhiên, có thể ngụy trang thành công. Là may mắn mà có ngoan nhân. Mượn khuy áo ngụy trang của Tử Diệp Vương, che lấp khí tức sát lục trong cơ thể, lúc này mới thành công tản mát ra khí tức của cường giả nhân loại, để cho đám người Nhược Thanh Viễn không dám hoài nghi. Nếu không một khi khí tức của ngoan nhân phóng thích, có ngốc cũng biết là dị linh tộc, đừng nói chấn nhiếp, khả năng nói cũng nói không được, đã bị vạch trần. Bất quá, hiệu quả của khuy áo ngụy trang kém xa sách khổng sư lưu lại, giấu giếm độc sư còn được. Danh sư mà nói, liền không dễ dàng như vậy rồi. Không biết có thể giấu giếm bao lâu, vẫn là trước đọc sách đi. Tuy trong thời gian ngắn hù dọa đối phương, nhưng mà rất nhiều chuyện là chịu không được cân nhắc, vì kế hoạch hôm nay, phải mau chóng đọc sách, chỉ cần có thể tìm được phương pháp giải quyết Ngụy Như Yên, có thể trực tiếp rời đi, không cần phải cùng đối phương quần nhau. Nghĩ vậy, không có quá nhiều chần chờ, bước nhanh đi lên tầng thứ tư. Thư tịch tầng này, rõ ràng so với ba tầng trước muốn ít hơn rất nhiều, bất quá lại càng cao hơn, lưu lại những sách này, cơ bản đều đạt đến tứ tinh, ngũ tinh đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Dọc theo từng giá sách quét tới, thư tịch khắc sâu vào trong đầu, biến thành kiến thức thuộc về mình, kèm theo nhìn càng ngày càng nhiều, lý giải đối với chức nghiệp độc sư cũng càng ngày càng sâu khắc. Chưa tới một canh giờ, liền xem hết tầng này, tiếp tục đi tới tầng thứ 5. Thư tịch nơi đây chỉ mở ra nhằm vào độc sư ngũ tinh. Số lượng tinh giản không ít, hao tốn không đến nửa canh giờ, toàn bộ liền ghi chép sạch sẽ. Còn không có. Xem hết 5 tầng thư tịch, như trước không có quá nhiều tin tức về tiên thiên độc thể, Trương Huyền nhìn không được có chút lo lắng. Tàng thư điện này, chỉ có 7 tầng, nội dung đã vượt qua hơn nửa, lại không có chút đầu mối nào, chẳng lẽ phương pháp giải quyết tiên thiên độc thể, ngay cả nơi đây cũng không có. Thật muốn như vậy, liền nguy rồi. Tình huống của Ngụy Như Yên. Tuy còn không có triệt để chuyển biến xấu, nhưng cũng không có khả năng kiên trì đến lúc tìm kiếm được độc điện cấp bậc cao hơn. Xem hết 2 tầng cuối cùng, lại làm tiếp quyết định đi. Biết rõ lo lắng cũng không có tác dụng, vuốt vuốt mi tâm, Trương Huyền tiếp tục đi lên.
Tầng thư tịch này, chỉ có không đến 10.000 quyển, dọc theo giá sách chậm rãi đi về phía trước, đọc không sai biệt lắm, muốn đi tầng cuối cùng quan sát, chợt nghe cửa phòng két, mở ra, một bóng người đi vào. Là một lão giả khoảng 60 tuổi, tròm râu trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời, quần áo rất bình thường, cũng không đeo huy chương độc sư, nhìn không ra đẳng cấp cụ thể. Lắc đầu, cũng không thèm để ý, đang định đi tới, trong đầu truyền đến thanh âm của ngoan nhân. Chủ nhân, thực lực người này cao hơn Nhược Thanh Viễn, chỉ sợ đã đạt đến thánh vực tứ trọng. Thánh vực tứ trọng, độc sư thất tinh. Trương Huyền sững sờ. Thực lực mạnh nhất của Hồng Viễn Độc Điện không phải Nhược Thanh Viễn điện chủ sao? Cũng chỉ có tam trọng đỉnh phong mà thôi, như thế nào đột nhiên toát ra một vị tứ trọng? Loại thực lực này, coi như là so với Tử Diệp Vương, cũng không kém chút nào. Vâng, tuy hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng mà không thể gạt được ta. Ngoan nhân lặng lẽ truyền âm. Cắn nuốt nguyên thần của Thủy Diệp Vương, thực lực của hắn lần nữa khôi phục một ít, lúc này quan sát, coi như lão giả ở cách đó không xa cũng không phát hiện. Cường giả thánh vực tứ trọng lặng yên không một tiếng động tới đây, muốn làm gì? Nhíu mày, Trương Huyền cảnh giác. Đang muốn ném Tử Diệp Vương cùng với rất nhiều khôi lỗi ra, tiên hạ thủ vi cường, bắt đối phương lại nói, nhưng nghĩ đến cái gì, ngừng lại. Cường giả cấp bậc cao như vậy, xuất hiện ở nơi đây, khẳng định không phải là vì đọc sách, càng không có khả năng đi dạo, nhất định là tìm đến mình. Không có trực tiếp xuất thủ, mà đẩy cửa tiến đến, đoán chừng không phải đến tìm phiền toái, mà là sinh ra hoài nghi, muốn thăm dò. Chỉ thăm dò không động thủ, thì không cần phải để cho Tử Diệp Vương đi ra, nếu không, động tĩnh quá lớn, lúc trước ngụy trang không có chút tác dụng nào không nói, làm hư thư tịch tầng thứ 7, chậm trễ sự tình sẽ chỉ càng nhiều. Cường giả thánh vực tứ trọng, có được nguyên thần, không có dễ lừa gạt như lúc trước rồi. Có thể không động thủ tốt nhất, nhưng muốn lừa gạt loại cường giả này, khẳng định càng khó khăn hơn trước. Nói mình là tiên thiên độc hồn thể, chỉ cần độc không chết, đám người Nhược Thanh Viễn không dám hoài nghi, nhưng đối với cường giả nguyên thần mà nói, chiêu này tác dụng không lớn. Có được nguyên thần, hoàn toàn có thể kiểm tra đo lường hồn phách. Hắn là cùng linh hồn của Ngụy Như Yên giao hòa mới có loại năng lực này, không phải độc hồn thể chính thức, kiểm tra mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện lỗ thủng. Trừ khi, làm cho đối phương không dùng nguyên thần dò xét. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn đang suy tư, lão giả kia cũng dùng ánh mắt tập trung dò xét hắn. Tên trước mắt, thực lực chân thật hoàn toàn chính xác chỉ là tòng thánh, nhìn không ra đặc thù, bộ dáng bình thường, thậm chí còn có chút hèn mọn bỉ ổi. Thật không biết vì sao đám người Nhược Thanh Viễn dễ tin như vậy, nhận định trong cơ thể hắn có được hồn phách tổ sư khai phái. Đang muốn nói chuyện, hỏi thăm thoáng một phát, chỉ thấy ra hỏa cách đó không xa, mãnh liệt chạy về phía trước, đụng tới một loạt giá sách. Ân, nhướng mày. Chẳng lẽ nhìn ra hắn đặc thù, sợ tới mức muốn chạy trốn. Chương 1870, Bạch Độc Sư tới chơi 2. Nếu như vậy mà nói, liền nguy rồi. Hơn nữa, nhìn tốc độ, thật muốn đụng vào, toàn bộ giá sách cũng có thể bị hủy bởi tay hắn. Đây chính là tâm huyết của vô số độc sư lấy được, làm sao có thể ở trước mắt mình, bị người hủy diệt. Sắc mặt trầm xuống, chân khí trong cơ thể vận chuyển, bàn tay đưa về phía trước, muốn bắt lấy ra hỏa này, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng lại, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Tu luyện? Lão giả không hiểu ra sao. Mới vừa rồi còn chạy như điên, tính toán đụng vào trên giá sách, sau một khắc ngồi xuống tu luyện. Đây cũng kém nhau quá lớn, quá không đáng tin cậy a. Vị lão giả này đúng là Bạch Độc Sư Bạch Đình mới từ tổng bộ tới, biết rõ ra hỏa giả thần giả quỷ này ở tàng thư các, liền để cho đám người Nhược Thanh Viễn canh giữ ở bên ngoài, một mình đi vào. Đang suy nghĩ làm sao mở miệng, cùng đối phương nói chuyện, chợt nghe ra hỏa ngồi ở cách đó không xa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi nhìn thấy gì? Trái phải nhìn quanh một vòng, phát hiện không có những người khác, Bạch Độc Sư không hiểu ra sao chỉ mình. Ta! Gia hỏa phía trước cũng không trả lời, mà nhẹ gật đầu. Ngoại trừ sách, giống như cũng không có gì a. Không biết ý tứ của đối phương, Bạch Độc Sư chần chừ một chút, nói. Đây là tàng thư điện, đập vào mắt đều là giá sách cùng sách, ngoại trừ hai thứ này, còn có thể có cái gì? Ai? Gia hỏa phía trước thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo tiêu điều, tựa hồ tràn đầy thất vọng. Vốn tưởng rằng độc sư thất tinh đỉnh phong, cường giả thánh vực tứ trọng, có thể có kiến giải bất đồng, hiện tại xem ra.
cũng chỉ như những người khác a. Ngươi, biết rõ thực lực của ta. Đồng tử co rụt lại, Bạch Độc Sư lại càng hoảng sợ. Hắn che giấu thực lực, lại không mang huy chương đẳng cấp, bề ngoài nhìn lên, cùng Độc Sư Lục Tinh bình thường không có gì khác nhau, đối phương thuộc lòng mình, một lời nói ra. Để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Thánh vực tứ trọng mà thôi, có cái gì nhìn không ra sao? Hừ một tiếng, trung niên nhân phía trước hai mắt nhắm chặt, nhìn, giá sách cách đó không xa. Đây không phải sách, mà là tri thức, chỉ tiếc. Hậu nhân nghe nhầm đồn bậy, truyền thừa của ta, đều khiến cho chỉ tốt ở bề ngoài. Truyền thừa của ngươi? Bạch Độc Sư nhíu mày. Ân, nhẹ gật đầu, trung niên nhân lần nữa thở dài. Ngươi có biết, vì sao tu luyện đến thất tinh đỉnh phong, thủy chung không cách nào đột phá? Tam tinh công, mặc dù là pháp môn không kém, nhưng đáng tiếc, tới phối hợp dược vật xảy ra vấn đề, nguyên thần huyệt phong bế như sắt, thủy chung gõ không ra, thật sự đáng tiếc. Ngươi, biết rõ ta tu luyện tam tinh công. Thân thể cứng đờ, Bạch Độc Sư không thể tin được. Vốn muốn thăm dò đối phương, kết quả, còn chưa nói liền nghe câu này, sợ tới mức con mắt trợn tròn. Hắn tu luyện tam tinh công, là một vị độc sư bát tinh sáng chế, lúc trẻ tuổi thí luyện, trong lúc vô tình đạt được, vốn tưởng rằng có pháp quyết lợi hại này, trùng kích độc sư bát tinh ở trong tầm tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vây ở thất tinh đỉnh phong, dĩ nhiên đã mấy trăm năm. Còn lý do bị nhốt, giống đối phương nói như đúc, lúc trước tu luyện, tới phối hợp độc dược xuất hiện sai lầm, đả thương căn cơ, nguyên thần huyệt đóng chặt, đã dùng hết toàn lực cũng không thể mở ra. Lúc tuổi còn trẻ cũng làm không được, lúc này cách tuổi thọ đại nạn cũng không quá đáng hơn trăm năm, kiếp này chỉ sợ không còn hy vọng đột phá. Đây là bí mật của hắn, ngay cả Hải Độc Sư cũng không rõ ràng, người trước mắt này, nhìn cũng chưa từng nhìn liền một câu nói toạc ra. Chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, sợ tới mức trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Liếc nhìn ra những thứ này, chẳng lẽ, thật là tổ sư khai phái? Nếu không, coi như là độc sư bát tinh, cũng không có loại nhãn lực này a. Tam tinh công, phun ra nuốt vào như tầm, chiếu rọi tinh không. Lấy độc bồi dưỡng, lấy tinh thần làm môi giới, bổn ý là bật hơi thành sợi, du tẩu toàn thân, mà ngươi lại tơ tầm trải rộng toàn thân, triệt để phong bế nguyên thần huyệt. Có thể giải khai mới là lạ. Lắc đầu, trung niên nhân tràn đầy thất vọng, tựa hồ vì vãn bối ngộ nhập lạc lối, cảm thấy tiếc hận. Ta, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, Bạch Độc Sư nói không ra lời. Liếc mắt nhìn, không chỉ nói ra tu vi, ngay cả vấn đề mấu chốt trên việc tu luyện, toàn bộ một câu nói toạc ra, càng nói ra thiếu sót của tam tinh công, cùng với hắn tu luyện xuất hiện vấn đề. Đây cũng không phải là nhãn lực có thể giải thích, còn nhất định phải hiểu rõ chức nghiệp độc sư, nghiên cứu sâu đậm mới có thể làm được. Coi như là điện chủ phân bộ của hắn, muốn đạt tới điểm ấy, cũng khó có khả năng. Không cần khẩn trương, dùng độc sai lầm, kỳ thật. Cũng không thể tổn thương đến căn bản, để ngươi xuất hiện cục diện bây giờ, tu luyện ra nhầm lẫn lớn như vậy, hẳn là có người phản bội a. Không để ý tới hắn khẩn trương, trung niên nhân nói tiếp. Ngươi, ra đầu thoáng một phát nổ tung, ánh mắt Bạch Độc Sư trợn trừng muốn rơi trên mặt đất, không còn bình tĩnh cùng hàm dưỡng của độc sư thất tinh như lúc trước, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chương 1871, lừa dối Bạch Độc Sư 1. Lúc Bạch Độc Sư tuổi còn trẻ, hoàn toàn chính xác bị người khác phản bội qua. Là một huynh đệ cực kỳ tín nhiệm, sau khi biết rõ tam tinh công, liền có tâm tư không đứng đắn, lặng lẽ thay thế dược vật hắn luyện chế tốt, dẫn đến tu luyện xảy ra sai lầm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu chỉ như thế liền thôi, càng thừa dịp hắn tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ đánh lén, thiếu chút nữa bởi vậy tử vong. Tuy về sau tự tay độc chết người này, báo thâm cừu đại hận, thế nhưng thân thể bị tổn thương đã không cách nào khôi phục. Lúc này mới dẫn đến, một mực vây ở nguyên thần cảnh không cách nào đột phá, trở thành chuyện ăn năn cả đời. Chỉ là, sau khi trải qua chuyện này, hắn đối với bất kỳ người nào đều mang theo phòng ngự, cũng không nói ra bí mật này. Vị trước mắt là làm sao biết được? Vừa rồi chân khí của ngươi vận chuyển, muốn xuất thủ với ta, khí tức hành tẩu đến vân môn mà ngừng. Nói rõ nơi này đã có bế tắc, không cách nào thông suốt. Cái huyệt đạo này, không phải đại huyệt khó có thể đột phá, xuất hiện loại tình huống này, bình thường đều là trước kia thụ qua tổn thương, hoặc là TT âm lý có bóng mờ. Trung niên nhân như trước không có mở mắt, mà thần sắc hờ hững nói. Còn không cách nào đột phá.
Tuy nguyên thần của ngươi che giấu vô cùng tốt, lại cực kỳ cường đại, dựa theo tình huống bình thường, đã sớm có thể thoát ly nhục thân, xuất khiếu bay lượn, nhưng chỗ nguyên thần huyệt, một chút linh khí cũng không có, nói rõ nguyên môn trói chặt, huyệt vị đóng chặt. Hơn nữa chân khí trong cơ thể tựa như kén tằm, còn dư lại không khó suy đoán rồi. Vận chuyển chân khí thoáng một phát, liền nhìn ra nhiều như vậy. Thanh âm của Bạch Độc Sư phát khô. Thân là cường giả thánh vực tứ trọng đỉnh phong, hắn gặp qua không ít người nhãn lực tốt, thủ đoạn mạnh, thậm chí đã giao thủ với danh sư thất tinh. Có thể chỉ bằng vào vận chuyển chân khí, thời gian nháy con mắt nhìn ra nhiều như vậy, quả thực mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa hề thấy. Mấu chốt nhất là ánh mắt của đối phương còn không có mở ra, một mực đưa lưng về phía hắn. Cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà là khủng bố. Không cần phải xen vào ta nhìn ra như thế nào, chủ yếu là ngươi. Sở dĩ không cách nào đột phá, khuyết thiếu chính là tự tin, không có lòng tin, hết thảy đều uổng công. Như vậy đi, ngươi là độc sư thất tinh đỉnh phong, bản lĩnh dùng độc, phân biệt độc có lẽ coi như không tệ. Hiện tại ta tới khảo hạch ngươi thoáng một phát. Trung niên nhân cười cười, kèm theo lời nói kết thúc, phù vù, một tiếng, một hồ lô rượu chậm rãi lơ lửng bay tới. Ngươi xem nơi đây có độc không? Cái này, tràn đầy nghi hoặc thò tay tiếp nhận, Bạch Độc Sư vẹt nắp bình ra, lập tức một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, thần thức lan tràn ở trong đó, một lát sau, lắc đầu, cho ra phán đoán. Không có độc, vừa dụng thần thức dò xét trong ngoài ngoài, thứ này chỉ là linh khí nồng đậm một ít, tuyệt đối không có độc. Có dám uống không? Trung niên nhân nói tiếp. Cái này. Bạch Độc Sư ngừng lại. Tuy có thể xác nhận không độc, nhưng muốn cho hắn uống, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đối với phán đoán của mình, đều không thể tin được, loại tâm cảnh này, làm sao đi xa hơn. Độc sư thất tinh đỉnh phong, cũng bất quá chỉ như vậy. Cười nhạo một tiếng, trung niên nhân lắc đầu. Sắc mặt Bạch Độc Sư đỏ bừng. Mấu chốt lớn nhất của ngươi, tuy đến từ bằng hữu phản bội, lại không giới hạn trong này. Quan trọng nhất là, ngay cả mình cũng không tin. Ngươi thấy được nguyên môn đóng chặt, đã cảm thấy khẳng định không cách nào đột phá, muốn buông tha. Bản thân lòng tin không đủ, thì làm sao có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt được thực lực càng mạnh hơn nữa. Trung niên nhân tiếp tục nói. Ta, Bạch Độc Sư nói không ra lời. Đối phương nói không sai, bởi vì sự kiện kia, hắn đối ngoại sinh ra nghi kỵ, kèm theo thời gian chuyển rời, loại nghi kỵ này càng ngày càng nặng, thậm chí đối với bản thân, cũng không có lòng tin. Nếu như xác định cái này không độc, vì sao không dám uống? Là cảm thấy phán đoán của mình không chính xác, hay sợ chúng độc tử vong? Trung niên nhân tiếp tục nói. Bị đối phương chất vấn, thân thể run rẩy, sắc mặt Bạch Độc Sư lúc đỏ lúc trắng, một lát sau, ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy thành khẩn. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Đối phương vô luận nhãn lực hay kiến thức, đều mạnh hơn hắn quá nhiều, giờ phút này trong lòng hắn, coi như không phải tổ sư khai phái, tất nhiên cũng là tồn tại nghiên cứu độc thuật vượt xa quy sự hiện hữu của hắn. Xưng hô một tiếng tiền bối, cũng không quá đáng. Đánh vỡ hoài nghi cùng gông cùm xiềng xích trong lòng. Thanh âm mang theo tư thái cao cao tại thượng, trung niên nhân tựa hồ chỉ điểm chúng sinh. Tin tưởng phán đoán của mình, uống rượu này, tự nhiên không có nghi kỵ. Chần chừ một chút, Bạch Độc Sư cắn răng một cái. Đúng vậy, nếu như phán đoán không có độc, lại có gì phải sợ hãi? Đã xác nhận bên trong không có độc, vì sao không dám uống? Coi như chúng độc, trên thân còn có một viên thiên hương giải độc đan, đủ để ứng đối hết thảy. Nghĩ vậy, không có bất cứ chút do dự nào, há miệng uống mấy hơi. Uống xong, cảm thấy tâm ma một mực áp lực tựa như biến mất, sắc mặt lộ ra vui mừng, nhịn không được tán thưởng. Hảo tử, bởi vì gặp qua phản bội, đối ngoại không tin người, đối với mình cũng lòng tin, loại bệnh này một mực nương theo hắn, mà bây giờ. Tựa hồ bị một hồ lô rượu ngon của đối phương trị hết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Độc Sư bái xuống. Mặc kệ thân phận cụ thể của đối phương như thế nào, để bản thân tiêu trừ tâm ma, là ân tình thật lớn. Có tin tưởng ta là tổ sư của ngươi không? Chương 1872, lừa dối Bạch Độc Sư 2. Trung niên nhân hỏi. Ta. Bạch Độc Sư lúng túng. Lần này hắn tới đây, chính là muốn dò xét tra rõ thân phận của đối phương, hiện tại xem ra, vừa vào cửa. Liền bị nhìn ra, chỉ là không có đâm phá mà thôi. Tiền bối vô luận kiến thức hay ánh mắt, đều là ta không thể so sánh, nhưng mà.
muốn nói là tổ sư khai phái phụ thể, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng biết có thuận tiện, để cho nguyên thần của ta dò xét một phen hay không. Nếu quả thật xác định là tiên thiên độc hồn thể, Bạch Đình dập đầu thỉnh tội cho ngài. Chần chừ một chút, Bạch Độc Sư nói. Tuy đã có 7-8 phần đã tin tưởng, nhưng không dò xét thoáng một phát, vẫn không yên lòng. Dù sao, theo hắn biết, tổ sư khai phái là nữ tử không thể thật hơn, mà vị trước mắt này, là nam nhân không thể nghi ngờ. Trung niên nhân phía trước không có trả lời hắn nói, mà bàn tay chặn lại. Tiên thiên độc thể, còn là tai họa thể, đến chỗ nào, khắp nơi đều là kịch độc, điểm ấy người có lẽ nghe nói qua. Vâng. Bạch Độc Sư nhẹ gật đầu. Đủ loại thần kỳ của tiên thiên độc thể, thân là độc sư thất tinh đỉnh phong, tự nhiên đã sớm nghe qua, tai họa thân, không chỉ bách độc bất xâm, nếu như không hảo hảo áp chế mà nói, chân khí trong cơ thể càng ẩn chứa kịch độc, đến chỗ nào, tựa như tai họa tiến đến, bất luận kẻ nào cũng không thể đào thoát. Tuy hiện tại ta chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng bản chất không có cải biến, tuy gửi lại ở trong cơ thể tôn cường, thiên phú không kém, như trước không có biện pháp duy trì đặc tính của hồn phách. Bởi vậy, gian phòng này, ta vừa tiến vào, liền chứa kịch độc. Ngươi vào trong này, tự nhiên cũng trúng độc. Trung niên nhân nói. Trúng độc. Bạch Độc Sư sững sờ. Vừa rồi thần thức đảo qua hồ lô rượu, cũng xem bốn phía, không thấy được bất luận độc khí, độc phấn gì a. Lại nói, nếu quả thật trúng độc, bản thân làm sao không biết. Giống như hoàn toàn không có. Như thế nào, không tin. Trung niên nhân nở nụ cười một tiếng. Không phải là không tin tiền bối, mà là, tại hạ thuở nhỏ tiếp xúc độc dược, cũng không cảm thấy. Nơi này có độc. Bạch Độc Sư nghi hoặc lần nữa nhìn bốn phía, xem một lát, lắc đầu. Không cảm thấy. Trung niên nhân nở nụ cười một tiếng, thở dài. Nếu như tiên thiên độc thể, phóng thích độc khí dễ dàng cho người phát hiện như vậy, thì làm sao trở thành độc điện tổ sư, sáng lập một chức nghiệp mới, để cho khổng sư cũng kiêng kỵ. Nói xong, nhẹ nhàng búng ngón tay. Lạch cạch, thanh âm vang lên, Bạch Độc Sư cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như có kịch độc, sớm đã giấu ở trong cơ thể, kèm theo đối phương khống chế, lúc này mới phóng xuất ra, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đi vào gian phòng, hắn vẫn cẩn thận, lúc nào trúng độc. Chẳng lẽ, thực giống như đối phương nói, tiên thiên độc thể đến chỗ nào, sẽ hình thành tai họa, Độc Sư cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hiện tại đã tin tưởng chưa? Đình chỉ tiếp tục để cho kịch độc công kích, trung niên nhân thản nhiên nói. Ta tin tưởng. Cắn răng một cái, Bạch Độc Sư vội vàng gật đầu. Muốn nói lúc trước còn có điều nghi kỵ, hiện tại tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ rồi. Thân là độc sư thất tinh đỉnh phong, chúng độc lúc nào cũng không biết, trình độ dùng độc của đối phương, so với hắn cao không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm ứng ra, kịch độc trong cơ thể. Xông vào huyệt vị nhỏ nhất toàn thân, đừng nói không cách nào khu trừ, coi như là thiên hương giải độc đan cũng không có bất kỳ tác dụng. Trong lúc bất chi bất giác trúng độc, hơn nữa không cách nào giải hết. Chỉ sợ đây là tiên thiên độc thể mới có uy thế cùng năng lực như vậy. Hậu bối độc sư thất tinh Bạch Đình, gặp qua tổ sư. Trong lòng xác nhận, sẽ không dám dùng nguyên thần dò xét hồn phách của đối phương, Bạch Độc Sư vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt bái phục. Đứng lên đi. Trung niên nhân khoát tay áo. Người trung niên này, tự nhiên là Trương Huyền ngụy trang tôn cường. Gia hỏa trước mắt này, là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, muốn không chiến mà để cho đối phương khuất phục, chỉ bằng vào vài câu hù dọa không nhẹ không nặng, là vô dụng. Dù sao, đối phương không nghi ngờ thì thôi, một khi hoài nghi, có thể sẽ xuất thủ, vạn nhất không kịp tế ra Tử Diệp Vương, gây chuyện không tốt, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Vì vậy, vì lý do an toàn, trước độc lật lại nói. Bởi vậy, cố ý giả bộ muốn đụng giá sách, dẫn tới đối phương vận chuyển lực lượng, sau đó mượn nhờ thư viện điều tra khuyết điểm, mượn nhờ ba tấc lưỡi, tiến hành hù dọa. Trong lòng có khiếp sợ, tự nhiên liền có thiếu sót, mượn cái này để cho đối phương uống rượu ngon ẩn chứa chân khí. Còn đằng sau nói cái gì độc thể, tự nhiên đều là giả dối. Mặc dù Ngụy Như Yên là tiên thiên độc thể, nhưng chế ngự tu vi, cường giả thánh vực cũng rất khó độc chết. Chớ nói chi là vị cường giả tứ trọng này. Trương Huyền càng không có năng lực này, cho nên đối phương trúng độc, đúng là bởi vì uống rượu. Đương nhiên, chuyện này, chỉ cần hắn không nói, đối phương cho rằng cùng tiên thiên độc thể ở lâu, tự động trúng độc, tự nhiên liền sinh ra sợ hãi, không dám cản rỡ.
thấy đối phương triệt để tin phục, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, chần chừ một chút hỏi. Ta linh hồn phụ thể, thực lực đại tổn, ký ức cũng mất không ít, hiện tại không cách nào áp chế loại độc khí này, tùy thời sẽ bộc phát, không biết ngươi có phương pháp gì, có thể giải quyết loại tình huống này không? Chương 1873, Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu 1. Ở tàng thư điện liên tục xem 6 tầng, cũng không có tìm được phương pháp giải quyết, căn cứ thư viện giới thiệu, vị này là độc sư thất tinh từ tổng bộ tới, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết một ít huyền bí. Lại nói, linh hồn sống lâu như vậy, mất đi ký ức cũng rất bình thường, không nói cái khác, nguyên nhân chính là như thế. Nói ra càng thêm chân thật, làm cho đối phương lại càng dễ tin tưởng. Quả nhiên, nghe nói như thế, Bạch độc sư có một loại bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, suy tư một lát nói. Sự tình tiên thiên độc thể khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể, hàng lâm tai họa, ta cũng đã được nghe nói. Bất quá cụ thể áp chế như thế nào, ta cũng không rõ lắm, ngược lại là hải độc sư xem qua thư tịch tương quan, có lẽ có thể biết được. Hải độc sư, Trương Huyền sững sờ, chẳng lẽ tổng bộ không chỉ đến một cái? Thư viện tiếp xúc người nào, chỉ có thể nhìn ra người đó thiếu sót cùng lỗ thủng, hải độc sư không có tiến nhập tàng thư điện, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hải độc sư cùng ta chung một chỗ đi tới nơi này, cũng là độc sư thất tinh đỉnh phong, xem qua rất nhiều thư tịch về tổ sư ngươi, có lẽ có thể biết rõ càng nhiều một ít. Bạch độc sư giải thích nói. Cùng ngươi chung một chỗ từ tổng bộ tới, tổng cộng có mấy vị? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Tổng cộng chỉ có 2 người chúng ta. Bạch độc sư không dám giấu giếm. 2 vị. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ 2 vị mà nói, vẫn còn dễ làm. Đã lừa dối một cái khác tiến hành chỉ điểm, có lẽ có thể tin tưởng. Dừng lại một chút, Trương Huyền lần nữa lấy ra một bình rượu ngon, đưa tới nói. Ngươi để cho hắn tới đây, còn rượu này, nói là lão tổ ta mời hắn. Mời hắn uống rượu. Bạch độc sư kỳ quái. Đúng vậy, trong rượu này ẩn chứa dược vật đặc thù, có tác dụng thật lớn đối với tu vi của các ngươi. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền một bộ cao nhân thương cảm hậu bối. Có tác dụng với tu vi, ta như thế nào? Bạch độc sư sững sờ. Có phải cảm thấy rượu này ngươi cũng uống, không có trợ giúp gì hay không? Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Trương Huyền nói. Cái này. Vẻ mặt bạch độc sư lúng túng. Đối phương nói không sai, vừa rồi đúng là nghĩ như vậy. Rượu hắn cũng uống, nhưng không cảm giác đến đối với tu vi có trợ giúp, bất quá thân là hậu bối, lời chất vấn bất tiện nói ra miệng mà thôi. Bất luận dược vật gì đều có liều thuốc nhất định, người uống 2-3 ngụm, hiệu quả quá mức bé nhỏ, uống nhiều mấy ngụm, hiệu quả tự nhiên sẽ hiểu. Cười cười, Trương Huyền một bộ cao thâm mặt chắc. Uống nhiều một ít. Bạch độc sư nhẹ gật đầu. Cũng đúng, chỉ cần là dược vật, đều có liều lượng, uống 1-2 ngụm, hiệu quả xác thực không rõ ràng. Nghĩ vậy không có do dự quá nhiều, uống liền hơn 10 ngụm. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này, không muốn say mà nói. Tử thủy bình thường đã rất khó có hiệu quả. Uống rượu xong, không có suy nghĩ nhiều, bạch độc sư nhắm mắt lại cảm thụ, quả nhiên cảm thấy một dòng nước ấm từ ổ bụng chậm rãi tuôn ra, phóng về phía nguyên môn. Nguyên môn đóng chặt, đã không biết mấy trăm năm, dùng qua không biết bao nhiêu loại phương pháp, toàn bộ không công mà lui, giờ phút này, dòng nước ấm kia tuôn qua, phối hợp lực lượng trong cơ thể hắn, nhẹ nhàng va chạm, người phía trước lại phát ra thanh âm két, lắc lư một cái. Cái này, kích động thiếu chút nữa nhảy lên, bạch độc sư hô hấp dồn dập. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như hắn, biết rõ lắc lư thoáng một phát đại biểu ý nghĩa gì. Xuất hiện lắc lư, đã nói lên đã buông lỏng, về sau chỉ cần nỗ lực, mở ra cũng chưa biết chừng. Tu luyện nhiều năm như vậy cũng không làm được, uống một hồ lô rượu ngon, tựa hồ thấy được ánh dạng đông, công hiệu của rượu này không khỏi quá lớn đi. Có hiệu quả không? Nhẹ nhàng cười cười. Trương Huyền mây trôi nước chảy, sâu không lường được. Đa tạ tổ sư, tự mình cảm thụ, lại không có chút nào hoài nghi với rượu ngon, bạch độc sư bội phục sát đất. Đi xuống đi, hiện tại ta muốn đi tầng thứ 7, để cho hải độc sư uống rượu xong, tới tìm ta là được. Thấy đối phương tin tưởng không nghi ngờ, không nói thêm lời, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, vội vàng gật đầu, bạch độc sư tràn đầy hưng phấn đi ra ngoài. Với hắn mà nói. Lần này đi lên, thu hoạch thật lớn, không chỉ xác định thân phận chân chính của Tôn Cường, càng có lại tự tin, nhận được dược vật của tổ sư, đối với về sau tu luyện có trợ giúp thật lớn.
thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới mở to mắt, đứng lên. Lừa dối một vị độc sư thất tinh đỉnh phong, cũng không dễ dàng, may mắn sự tình tiến triển thuận lợi. Đương nhiên, cũng không phải đối phương quá ngốc, mà là năng lực của Thiên Đạo Thư Viện cùng Thiên Đạo chân khí quá mức nghịch thiên, khiến người ta khó lòng phòng bị, căn bản không nghĩ tới. Chương 1874, Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu 2. Hơn nữa hắn cùng nhau đi tới, ngụy trang tinh xảo, ngay cả danh sư thất tinh cũng nhìn không ra, lừa dối một độc sư thất tinh, không coi vào đâu. Chạy nhanh lên a. Biết rõ làm cho đối phương uống xong rượu ngon lại đi lên, còn phải cần một khoảng thời gian, Trương Huyền không có chậm trễ, nhấc chân đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 số lượng thư tịch ít hơn, chỉ có mấy nghìn bản, quét mắt qua một cái, liền thu nhập toàn bộ ở trong đầu. Ngồi dưới đất, vừa rồi thấy tất cả thư tịch toàn bộ đọc qua một lần, không lâu sau, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sách vở về độc ở Hồng Viễn Độc Điện rất nhiều, ghi chép tiên thiên độc thể cũng có hơn 10 bản, nhưng mà cơ bản đều lời nói không rõ, hơn nữa là tán dương loại thể chất này cường đại, không có phương pháp khống chế độc tính. Nói cách khác, xem nhiều sách như vậy, như trước không có tìm được phương pháp giải quyết tình huống hiện nay của Ngụy Như Yên. Xem ra trực tiếp ghi chép phương pháp xử lý, nhất định là không có, chỉ có thể dựa vào bản thân nghiên cứu. Tuy thất vọng, lại không nhụt chí. Xem nhiều thư tịch như vậy, chỉ cần học tập xong, đối với lý giải dùng độc, tất nhiên có thể đạt tới thất tinh đỉnh phong, so với bạch độc sư càng muốn cường đại. Đã có được loại năng lực này, coi như không có ghi chép, cũng có thể bản thân lục lọi. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ có trình độ độc sư nhị tinh, học tập đến thất tinh, thấu hiểu tất cả tri thức, khả năng cần tiêu phí mấy canh giờ, trước đó, vẫn là nghe phương pháp của hải độc sư lại nói. Ngồi ở tại chỗ, không lâu sau, bạch độc sư lần nữa đi tới, sau lưng quả nhiên cùng theo một lão giả. Lão giả này cao hơn lớn bạch độc sư, khí tức không yếu chút nào, cũng là một vị siêu cấp cường giả đạt đến thánh vực tứ trọng đỉnh phong. Hắn giờ phút này, có lẽ nghe xong bạch độc sư nói, không có quá nhiều hoài nghi, trong ánh mắt nhìn qua mang theo kính sợ. Xem ra hắn đối với bạch độc sư phán đoán, cực kỳ tin phục, như vậy tốt nhất, cũng không cần chậm trễ công phu nữa. Chuyên môn dẫn phát thiên đạo chân khí, lừa dối đối phương chúng độc. Tiên thiên độc thể sẽ phóng thích tai họa, lúc trước ta đã từng nghe nói qua, cũng loáng thoáng ở trên một quyển sách, gặp được phương pháp giải quyết. Đi vào trước mặt, hải độc sư không có nói nhảm, khom người đến cùng, suy nghĩ một chút nói. Giống như cần rất nhiều độc sư liên thủ, bố trí ra trận pháp đặc biệt, kích hoạt tiên thiên độc thể, chuyển hóa thành lực lượng tấn thăng. Một khi thành công, không chỉ giải quyết tai họa của thể chất, còn có thể để cho tu vi tăng nhiều. Trận pháp đặc thù. Trương Huyền nhíu mày. Người có biết là trận pháp gì không? Ta không rõ lắm, bất quá, người tổng bộ khẳng định biết được, hơn nữa khả năng cần độc sư bát tinh, thậm chí độc sư cửu tinh phối hợp mới có thể làm được. Hải độc sư cười khổ nói. Bát tinh, cửu tinh phối hợp. Sắc mặt trở nên khó coi, Trương Huyền âm tình bất định. Không nói trước loại cấp bậc độc sư này, tìm rất khó. Coi như tìm được, lấy thực lực của hắn, khẳng định cũng lừa dối không được. Cái gì tổ tiên khai phái, đều là nói bậy, mượn nhờ thư viện thiếu sót, để cho bạch độc sư, hải độc sư tin tưởng thì thôi, muốn lừa gạt cường giả loại này, coi như là hắn ngụy trang giống nữa, cũng tuyệt đối vô dụng. Vâng, hải độc sư gật đầu. Chỉ có loại độc sư cấp bậc này, mới có thể kích hoạt độc khí của tiên thiên độc thể, hội tụ, phối hợp các loại độc vật, triển khai công hiệu càng lớn. Rất nhanh tăng lên thực lực của chủ nhân độc thể. Một khi thành công, đột phá như uống nước, tổ sư trở lại đỉnh phong, có lẽ dùng không được bao lâu. Ân, Trương Huyền gật đầu. Tuy còn không có học tập phương pháp dùng độc sau nhị tinh, nhưng nhìn nhiều như vậy, cũng hiểu rõ tiên thiên độc thể càng nhiều. Loại thể chất này, nuốt độc dược càng nhiều, lực lượng tai họa lại càng khống chế không nổi. Nếu có độc sư đối ứng, ở chung quanh chiếu ứng, độc khí hội tụ, phối hợp dược vật tiến hành tinh luyện mà nói, tốc độ tiến bộ sẽ hết sức kinh người. Tổ sư, định dùng thân thể này, khôi phục thực lực. Chần chừ một chút, hải độc sư nhìn lại. Làm sao vậy? Nghe ngữ khí của hắn có chút cổ quái, Trương Huyền nhíu mày. Không có gì, chỉ là, tổ tiên không phải thân nữ nhi sao? Sao lại dùng thân thể nam tử? Hải độc sư tràn đầy lúng túng. Thân nữ nhi? Trương Huyền sững sờ. Hắn biết rõ tổ sư khai phái của độc điện cũng là tiên thiên độc thể, nhưng đến cùng là nam hay nữ, cũng không rõ ràng, nguyên lai là nữ tử. Khó trách bạch độc sư sẽ hoài nghi.
Đúng rồi, nếu như là thân nữ nhi, vậy liền dễ làm. Nghĩ đến một sự kiện, Trương Huyền kích động. Lúc trước vẫn muốn làm sao giải quyết sự tình của Ngụy Như Yên, không cho đối phương hoài nghi, nếu như tổ tiên này là nữ tử, vậy là dễ rồi làm. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền nhìn lại, tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng Hải Độc Sư vẫn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm vào. Đúng vậy, ta là thân nữ nhi, sở dĩ tiến nhập trên thân Tôn Cường, là sự tình không có cách nào. Bất quá, ta đã tìm được một thể chất thích hợp mình, nhưng vừa tiến vào trong đó sẽ hôn mê, hơn nữa khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Vì vậy, mới đến Độc Điện, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Đã tìm được thể chất thích hợp. Bạch, Hải hai vị độc sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Đúng vậy, không chỉ như thế, bây giờ hồn lực của ta hết sức yếu ớt, một khi đoạt xá, vô cùng có khả năng vì vậy ký ức xảy ra sai lầm, trừ khi một lần nữa trở lại đỉnh phong, mới có thể gọi ý thức quay về, nếu không. Chỉ có thể do ý niệm của đối phương chủ đạo, bởi vậy, một mực do dự, không dám đơn giản động thủ. Trương Huyền thở dài. Cái này. Hai đại độc sư nhíu mày. Điểm ấy ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, linh hồn vô cùng huyền bí, tổ sư lại từ mấy vạn năm trước sống sót, xuất hiện biến cố cũng có khả năng. Chương 1875, An bài Ngụy Như Yên 1. Kỳ thật coi như tổ sư không thể khôi phục thân nữ nhi, cũng không sao. Bạch độc sư an ủi nói. Chỉ cần có thể sống sót, nam, nữ không coi vào đâu. Độc điện thì có không ít độc sư. Bởi vì dùng độc quá nhiều, giới tính cũng phân không ra. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể này cùng tiên thiên độc hồn thể của ta không phù hợp, tiếp tục ở lại, chỉ biết càng ngày càng yếu, dùng không được bao lâu cũng sẽ chết. Vì vậy, mặc kệ đoạt xá có thể mất đi ký ức hay không, ta cũng sẽ làm. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Trương Huyền lắc đầu. Thông qua Hải Độc Sư giới thiệu, hắn biết rõ chỉ có độc điện mới có thể triệt để giải quyết tình huống của Ngụy Như Yên. Hơn nữa để cho nàng tăng lên rất nhanh. Nhưng, nếu cứ như vậy tiến đưa qua mà nói, độc điện không giống danh sư đường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại biến cố. Dù sao tiên thiên độc thể thật quá đáng sợ, một khi xuất hiện, trở thành độc điện điện chủ chỉ là vấn đề thời gian, mà điện chủ hiện tại, làm sao có thể cam tâm thoái vị. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không bằng trước cho nàng một thân phận càng thêm lợi hại. Tổ sư khai phái. Đã có thân phận này. Coi như điện chủ hiện tại muốn động nàng, chỉ sợ cũng không dám. Đương nhiên, một khi Ngụy Như Yên tỉnh lại, không biết lừa dối giống như bản thân, gây chuyện không tốt sẽ lộ ra chân tướng. Bởi vậy, sớm bàn giao mất đi ký ức, còn cái gọi là trở lại đỉnh phong sẽ khôi phục. Thật có được loại thực lực này, khôi phục hay không khôi phục? Ai còn dám nói nhảm? Tổ sư cần chúng ta làm gì, chỉ cần có thể làm, hai người chúng ta muôn lần chết không chối từ. Biết rõ tổ sư cùng bọn họ nói kỹ càng như vậy, tất nhiên có chuyện muốn làm, Bạch độc sư ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kiên định. Hải độc sư cũng gật đầu. Địa vị của đối phương ở trong lòng hai người, như khổng sư ở trong suy nghĩ của danh sư, có thể vì nàng làm việc, cho dù chết, cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần các ngươi muôn lần chết không chối từ, bất quá, cũng hoàn toàn chính xác có việc cho các ngươi đi làm. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Hôm nay ta sẽ chuyển rời linh hồn đến thân thể nữ hài sớm đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó, sẽ lâm vào hôn mê, nếu như có biện pháp mà nói, hy vọng các ngươi có thể mang ta về độc điện tổng bộ, để cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Cái này, tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành. Còn tưởng rằng cái gì, nghe được là yêu cầu này, hai vị độc sư đồng thời gật đầu. Nếu như để tổng bộ biết được, tổ tiên khai phái của bọn hắn trở về, ngợi khen cũng không kịp. Có thể nói chuyện này chẳng những không khó khăn, ngược lại là một chuyện tốt. Đừng tưởng rằng là chuyện tốt. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, Trương Huyền lắc đầu. Sau khi ta đoạt xá thành công, hồn phách sẽ cùng đối phương triệt để dung hợp, làm cho thể chất của đối phương tiến hóa thành tiên thiên độc thể. Nói cách khác, sẽ không ngừng tỏa ra độc khí, các ngươi thủ hộ ở bên người. Vô cùng có khả năng trúng độc. Chỉ cần có thể hoàn thành tổ sư nhắc nhở, chúng ta bỏ mình cũng không coi vào đâu. Thần sắc ngưng trọng, thân thể hai người đồng thời đứng thẳng, mang theo biểu lộ thấy chết không sờn. Tuy độc sư không giống danh sư, chú ý quy củ nguyên tắc, nhưng mà có truyền thừa cùng bảo vệ tôn nghiêm, điểm mấu chốt. Hạ độc chết ngược lại không đến mức, như vậy đi, tối nay ta sẽ luyện chế một ít dược vật, dùng để chống cự độc khí, một khi phòng ngự không được,
thôn phệ một hạt có thể hóa giải. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói tiếp. Mặt khác, ta sẽ truyền thụ cho các người độc công cao siêu hơn, cùng với phương pháp dùng độc, hơn nữa nghĩ biện pháp giúp các người đột phá đến thánh vực ngũ trọng. Đa tạ tổ sư. Đồng tử co rụt lại, Bạch, Hải hai vị độc sư đồng thời hô hấp dồn dập. Vị trước mắt này là người nào? Tổ sư khai phái. Tự tay sáng lập chức nghiệp độc sư, để lại độc sư truyền thừa. Nhân vật như vậy, tự mình chỉ điểm, cũng giúp bọn hắn đột phá. Đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Không cần cao hứng quá sớm, tiếp nhận ta truyền thừa, cần bái ta làm thầy. Mặt khác, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta sẽ để Tôn Cường khống chế hồn phách của các ngươi, một khi sinh ra dị tâm, sẽ lập tức tử vong. Trương Huyền nói tiếp, không phải hắn không tin đối phương, mà là muốn bảo đảm Ngụy Như Yên không thể có tổn thương. Lòng người khó dò, huống chi loại thể chất hiếm thấy như tiên thiên độc thể. Vì vậy, trước cho bọn hắn điểm ngon ngọt, sau đó dùng linh hồn khống chế. Tổ sư yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không sinh ra nhị tâm. Biết rõ tổ sư lo lắng cái gì, Bạch, Hải hai vị độc sư đồng thời ôm quyền. Có thể trở thành đệ tử của tổ sư, giống như môn sinh của Khổng sư, địa vị tuyệt đối bao trùm ở trên vô số độc sư, về sau coi như là độc sư cửu tinh gặp gỡ, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám vi phạm. Không cần sớm tỏ thái độ như vậy, ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, nếu suy nghĩ kỹ, nửa đêm hôm nay tới tìm ta. Thấy đối phương lập tức đáp ứng, Trương Huyền cũng không làm ra quyết định, mà khoát tay áo. Cái này, vâng. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1875.